Hello xin chào mọi người lại là Lê bóng review phim đây hôm nay bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay bộ phim xin phép được bắt đầu tại vùng cực Bắc lạnh giá quanh năm một đội thăm dò dầu khí của Mỹ bất ngờ phát hiện một vật thể lạ ngay lập tức nhà trắng cửa các đặc vụ siêu đến tìm hiểu nhìn sơ qua có thể thấy đây là một chiếc phi thuyền cực kỳ to lớn họ dùng laser khoét một lỗ hổng rồi tiến vào bên trong nơi này thật sự khác xa với khoa học công nghệ của loài người bấy giờ một người vô tình nhìn thấy chiếc khiên của đội trưởng mỹ đang nằm trong lớp băng anh ta liền báo cáo lên cấp trên và nhận được lệnh trục vớt mang nó về hoa kỳ tháng 2 năm 1942 tại na uy bọn phát xít đức đã tấn công vào trong một nhà thờ cổ trung tướng smith cũng là kẻ đứng đầu tổ chức hai gia đến đây để tìm một món đồ có sức mạnh to lớn nhưng những người ở đây nói rằng không hề biết món đồ như vậy hắn để ý tới một bức phù điêu trên tường có tên gọi là cây thế giới nhờ đó mà phát hiện ra một cơ quan mật sau khi mở nó ra bên trong chính là món đồ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đây chính là một khối tơ trong kho tàng của thần odin không may bị rơi xuống trái đất sau khi đạt được mục đích smith ra lệnh thảm sát toàn bộ nhà thờ để bịt đầu mối nam chính của chúng ta có tên là steve anh là một người có thân hình nhỏ con nhưng được cái lắm bệnh mặc dù vậy anh có một khát khao được tham gia quân đội để phục vụ tổ quốc ông bác sĩ nhìn thấy steve như vậy liền lắc đầu muốn gãy cả cổ buồn bã anh tới dạp chiếu phim để xem những thước phim nói về chiến tranh khi ấy có một kẻ tự đại đã mở mồm ra chê những người lính và cho rằng bọn họ là những kẻ bất tài vô dụng. Nam chính không ngần ngại quát im cái mồm chó của mày lại đi. Kết quả là Steve được đối phương đi đường quyền liên tục vào ảnh đại diện. Tuy thể hình và sức khỏe đều thua đối thủ một chơi một vực nhưng anh không hề sợ hãi mà đòi chơi khô máu. May cho anh là một quân nhân to cao đã xuất hiện kịp thời cứu Steve một mạng. Người quân nhân đó là bạn thân của nam chính tên Bucky. Vì sắp lên tàu sang Anh Quốc để gia nhập quân đồng minh nên anh ta muốn dành thời gian đi quẩy cùng thằng bạn trí cốt của mình họ đi đến một triển lãm quân sự mang tầm cỡ quốc tế người đàn ông đang nhảy cùng các vũ công chính là Hogwarts sắc cha của tỷ phú ve chai sau này ông giới thiệu về công nghệ đặc biệt có thể giúp ô tô bay trong tương lai Steve muốn nhập vai những người lính nhưng anh quá nhỏ bé nên không đứng tới chiếc gương Bucky thấy vậy liền hiểu người bạn của mình vẫn không từ bỏ ý định muốn nhập ngũ Steve nói rằng những người ngoài kia đang hy sinh cho nền hòa bình thế giới nên anh không thể ngủ yên mà hưởng lợi được những lời này của nam chính vô tình lọt vào tai của một người đàn ông đầu hói sau khi tạm biệt bắc kỳ anh liền đến phòng khám để kiểm tra đúng lúc đó cô y tá xuất hiện kêu bác sĩ ra ngoài có việc gấp ngay sau đó người đàn ông đầu nhiều tóc khi nãy bước vào gặp steve ông ta giới thiệu mình là tiến sĩ abraham đến từ cục nghiên cứu chiến lược khoa học tiến sĩ hỏi nam chính có muốn giết chết bọn fascist không anh thẳng thẳng nói rằng mình không muốn giết bất kỳ ai cả tôi chỉ không ưa những kẻ mạnh thích chèn ép kẻ yếu tiến sĩ abraham tỏ ra hài lòng và ký giấy xác nhận gia nhập quân đội cho steve từ giờ anh chính thức trở thành một người lính ngày đầu tiên các tân binh chờ đón một nữ sĩ quan xinh đẹp tên Carter. khi ấy một tân binh ngứa mồm đã bước lên trêu gẹo người đẹp kết quả là ăn một đấm bất tỉnh nhân sự tại chỗ đừng tưởng chị là con gái mà khinh thường nha mấy cưng đại tá Phillips tiến tới khích lệ tinh thần chiến đấu của các tân binh thì ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đội có một chàng trai ốm yếu ngày tháng sau đó là những buổi tập luyện trên thao trường đầy gian khổ máu và mùi hôi đổ xuống càng nhiều ở nơi này thì ra chiến trận sẽ bớt được rất nhiều người phải hy sinh steve vì nhỏ con nên trong lúc bỏ qua hàng rào thép gai bị người khác bắt nạt chạy bộ thì luôn ở phía sau đồng đội nhưng anh vẫn cố gắng bám sát mọi người. Bỗng chỉ huy cho cả đám dừng lại ngay phía dưới cột cờ. Anh ta nói rằng ai lấy được lá cờ sẽ được ngồi chung xe với đặc vụ Carter về căn cứ. Ai lấy cũng đều hăng hái trèo lên nhưng không lấy được, cuối cùng lại bị chàng trai ốm yếu rút chốt khiến cột cờ ngã xuống. Nhờ đó mà tạo được ấn tượng trong mắt của người đẹp. Cứ như vậy nam chính trèo lên xe trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cả đội. Trong một lần tập hít đất, đại tá Phillips đã giả vờ ném một quả lựu đạn ra xuống sân. Trong khi tất cả mọi người đều căng giò bỏ chạy thì Steve lại không sợ chết liều mình lao đến ôm lấy quản lựu đạn. Sự hy sinh này khiến ông đại tá phải mến phục, con người đẹp thì ngưỡng mộ chảy hết nước ở trong cái lò hưu hỏng ra. Tối đó, tiến sĩ Abraham cầm chai rượu đến tìm nam chính và kể cho anh nghe về đám phát xít phía bên kia chiến tuyến. Cánh tay phải của Hitler là một nhà khoa học tài giỏi tên là Smith. Tuy nhiên, hắn là một kẻ đầy tham vọng và có chung sở thích với Hitler về các vị thần Bắc Âu. Ngay khi thấy huyết thanh mới nghiên cứu của tiến sĩ Abraham có khả năng giúp con người mạnh hơn, hắn đã ép ông giao nó ra. Do chơi quá liều nên bị tác dụng phụ, loại huyết thanh này sẽ khuếch đại tế bào bên trong con người. Nếu tốt sẽ trở nên tuyệt vời còn xấu thì trở thành tồi tệ. Và đó là lý do tiến sĩ chọn nam chính để tiêm huyết thanh siêu chiến binh vào người. Phía bên kia bọn hai gia đang tiến hành trích xuất năng lượng của khối Tesseract. Để làm được việc này, chúng đã phải hút cạn toàn bộ lượng điện của một thành phố. Ngay khi thành công, tên lùn Zola tự tin tuyên bố thứ này sẽ thay đổi cục diện trên chiến trường. Trở lại với Nam Chính, lúc này anh được người đẹp đưa đến một cửa hàng đồ cổ, bà chủ liền bước ra hỏi thăm. các tờ nói một câu gì đó giống như mật khẩu và hai người lập tức được dẫn vào một căn phòng đằng sau kệ sách. Hóa ra nơi này chính là phòng nghiên cứu bí mật của quân đội. Ở đây Steve gặp lại tiến sĩ Abraham và cả công trình nghiên cứu của ông. Sau vài câu chào hỏi, xã giao tiến sĩ kêu Nam Chính lột đồ ra rồi bước vào trong cỗ máy. Tiếp theo, ông ra lệnh trở cấp giới tiêm toàn bộ huyết thanh sức mạnh vào trong cơ thể của Steve ngay khi thấy huyết thanh có tác dụng với chủ thể tiến sĩ Hostack liền khởi động quá trình quét Vitas, nguồn năng lượng cực mạnh chiếu thẳng vào cơ thể của nam chính. Khi nguồn năng lượng đạt đến 100%, thì những mạch điện xung quanh bắt đầu hư hỏng nặng. nhưng điều khiến tất cả phải trầm trồ ngạc nhiên đó là chàng trai ốm yếu steve đã trở thành một thanh niên cao to sáu múi thơm phức người đẹp tiến đến sửa soạn và hỏi thăm xem anh có khỏe không có cần phải về nhà em để em chăm sóc cho không đúng lúc đó tiến sĩ abraham phát hiện người đàn ông có biểu hiện khác thường trước mắt ngay sau đó vụ nổ kinh hoàng xảy ra hắn ta nhanh tay rút ống huyết thanh rồi bắn chết tiến sĩ Người đẹp, Carter thức giận rút súng ra bắn một phát chết tươi tên lái xe. Tên gián điệp cướp một chiếc xe màu vàng rồi điều khiển nó hướng thẳng về phía Carter. Ngay lúc nguy hiểm Steve đã lao vào cứu người đẹp một mạng, còn anh thì phóng xe căng hải để đuổi theo. Nhờ có sức mạnh của huyết thanh mà anh có thể chạy nhanh không biết mệt và bay nhảy như chim. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì nam chính đã thành công nhảy lên nóc xe của hắn. Hắn cố tình đánh lái cho anh ngã hay thậm chí là nổ súng tiêu diệt bằng được Steve. Trong phút bất cần, tên gián điệp đã đâm vào một chiếc xe khác rồi lộ nhiều vòng trên mặt đất ấy thế mà tên khốn này vẫn không chết còn rút súng ra bắn về phía Steve. Hắn còn bắt một cậu bé để làm con tin, bắn hết đạn hắn liền đem đứa trẻ xuống biển. Tên gián điệp đã chuẩn bị trước một chiếc tàu ngầm để chạy trốn. Steve không ngần ngại nhảy xuống biển bơi theo cho bằng được. Hắn ta đang đắc ý thì ăn ngay một đấm của nam chính vào ảnh đại diện. Anh kéo hắn ra khỏi tàu ngầm rồi ném hắn lên bờ. Giờ thì mày chạy nữa đi tao xem nào. Trong lúc trao đổi quyền pháp thì lọ huyết thanh không may bị rơi vỡ. Đếch mợ, nhiệm vụ đã thất bại nên hắn đã cắn thuốc độc ở trong răng để tự sát. Steve lúc này thì ngớ người, giờ mình đã có sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cùng lúc đó, tại căn cứ của Hai Gia, Hitler đã cử ba thuộc hạ trung thành đến kiểm tra Smith vì sợ ông ta sẽ tạo phản. Hắn vui vẻ dẫn ba vị khách quý chiêm ngưỡng thành tựu khoa học mới đạt được. Thứ vũ khí này có thể san phẳng tất cả thủ đô của các nước thù địch trên thế giới và buộc họ phải ngoan hoãn đầu hàng vô điều kiện. Một người trong đoàn kiểm tra đã vô tình phát hiện ra âm mưu tấn công của Smith. Hắn lập tức sử dụng vũ khí bắn bay màu đám thuộc hạ trung thành của Hitler để bịt đầu mối phía bên quân đồng minh cũng đã biết được âm mưu của Smith. Vì vậy, đại tá Phillips cử người thực nhiệm vụ, truy tìm và tiêu diệt tổ chức hai gia. Steve đề nghị tham chiến nhưng đại tá nói rằng ông cần cả một đội quân chứa một mình, anh là không đủ. Thượng nghị sĩ bên cạnh quyết định thăng hàm đại uy cho nam chính để anh cống hiến cho đất nước. Và sự cống hiến mà ông ta nói đó chính là bắt Steve mặc lên mình trang phục bó sát con chim non. Rồi lên sàn diễn kêu gọi mọi người mua trái phiếu chính phủ. Lần đầu có hơi cấn chỗ hiểm một tí nhưng càng về sau anh càng tỏ ra yếu người diễn vai siêu anh hùng trừ gian diệt ác vô cùng nhập tâm trong một lần diễn thuyết cổ động các binh sĩ ra chiến trận anh nhận được khá nhiều khoai tây ném vào người bởi vì cái bọn họ cần là các cô em ăn mặc khiêu gợi nhảy mà, chứ không phải là một tên được được chưa bao giờ có mặt trên chiến trường. Mấy em trà xanh liền lên sân khấu thế chỗ cho anh. Điều này khiến Nam Chính buồn bã tự phác họa bản thân mình thành một con khỉ diễn xiếc. Lúc này Carter tìm đến động viên anh, đang nói chuyện thì một chiếc xe chở các thương binh đến. Người đẹp nói rằng Smith đã gửi quân đến tấn công sư đoàn 107. Nghe đến đây Steve vội vàng chạy ngay đến chỗ của đại tá Philip và hỏi thăm về người bạn của mình là trung sĩ Bắc Kỳ đại tá nói rằng chiến sự ở đó khá ác liệt và không chắc người mà anh hỏi có còn sống hay không nam chính vô tình nhìn thấy tấm bản đồ thực chiến đang treo trên tường liền nảy ra một ý tưởng táo bạo anh quay lại chạy và chuẩn bị một mình tiến vào chiến trường cứu bạn thân Carter đoán được ý định của người yêu liền ra sức ngăn cản như không được, vì vậy cũng đành phải chiều theo ý của anh. Đêm đến Carter nhờ tiến sĩ Hogwarts lái máy bay đưa Steve tới chiến tuyến. Ngay khi vào vùng nhận dạng phòng không bọn họ liền được ăn mưa kẹo đồng của quân Đức. Thấy nguy hiểm nên nam chính đã bảo Carter cùng tiến sĩ quay về còn anh sẽ nhảy dù xuống phía dưới. Tại căn cứ hai ra lúc này, nhà khoa học Desola đã chứa xuất được một lượng lớn sức mạnh của khối Tesseract. Với nguồn năng lượng như thế này hắn đủ sức có thể khiến cả thế giới bay màu. Tuy nhiên Smith vẫn cần nhiều hơn thế nên đã ra lệnh vắt kiệt sức lao động của đám tù binh. Trong khi đó, Steve băng rừng lội suối cuối cùng cũng tìm đến căn cứ của đám hai ra. Thấy những chiếc xe chở lính quay về anh nhìn lẻn vào chiếc cuối cùng sau khi hạ được mấy thằng lính canh cửa anh đã thành công đột nhập vào trong kho chứa bom được chiết xuất từ khối Tesseract. Nam chính liền mượn một mẫu nhỏ rồi nhét vào túi. Tiếp theo, anh tiến vào trong nhà tù hạ gục đám lính canh cửa rồi thả những tù binh bị nhốt ra ngoài. Steve hỏi thăm tin tức về trung sĩ Becky và biết được rằng người bạn đang bị nhốt trong khu thí nghiệm cách đó không xa. Trước khi đi cứu bạn anh, anh nói rằng mọi người nhất định phải cho căn cứ của đám hai ra sáng nhất đêm nay. Cứ như vậy, bọn họ lấy vũ khí rồi xông ra ngoài tấn công đám lính Đức Quốc xã. Hai anh tù binh sau khi lấy được vũ khí của kẻ thù liền bắn thử cho biết, không ngờ nó lại có sức mạnh kinh hồn bạt phía như vậy. Smith thấy xảy ra bạo động trong nhà tù liên nhấn nút báo động. Tuy nhiên, những tù binh nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển xe tăng và liên tục phọt đạn bắn tung cả căn cứ lên. Rất nhanh bọn họ đã chiếm được gần như toàn bộ nơi này. Smith quan sát qua camera an ninh đã phát hiện ra Steve cầm đầu nhóm tù binh nổi dậy, biết khó có thể trụ được lâu nên hắn đã khởi động chế độ tự hủy của căn cứ sau đó đến phòng thí nghiệm để lấy khối lập phương Tesseract đi. Bên ngoài, quân đồng minh đang tấn công một cách ác liệt. Nhận thấy tình hình đã được kiểm soát, Steve nhanh chóng đến khu trung tâm để tìm thằng bạn trí cốt. Trong lúc đang nói chuyện với Bucky, anh vô tình phát hiện bản đồ căn cứ của đám hai gia. Đồng lúc này, đồng hồ đếm ngược đã hết, những quả bom tối tân trong kho đồng loạt phát nổ khiến tình hình trở lên nguy hiểm. Nam chính nhanh chóng dẫn người bạn của mình leo lên bên trên để tìm đường thoát thân. Tại đây, anh bắt gặp Smith và nhà khoa học điên Zola hắn tiến đến bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Steve trên phim ảnh. Biết thằng này đang cà khịa mình, anh đã tặng cho đối phương một đấm vào alo. Hắn liền đáp trả khiến anh ngã ra phía sau. Thấy hai người này đánh nhau khó phân thắng bại nên Zola đã bật công tác chia đôi cây cầu ra. Lúc này Smith lột mặt lạ ra để lộ khuôn mặt đã biến dị thành cái đầu lâu đỏ. Sau đó cùng với Zola rời đi và không quên hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Steve không quan tâm vội dẫn thằng bạn trí cốt chạy lên trên tìm đường thoát anh nhường Bucky đi qua đà sát trước, nhưng khi anh ta vừa qua đến nơi thì thanh sắt cũng rơi xuống. Nam chính bảo người bạn chạy trước nhưng Bucky kiên quyết không đi nếu thiếu anh, Steve đành phải lấy đà cố hết sức nhảy qua. Lúc này tại căn cứ, đại tá đang viết báo cáo về hành động của Steve và kết luận đại úy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ông nói với Keter rằng cô phải chịu trách nhiệm về hành động bộc phát này. Tuy nhiên là nói rằng mình không hối tiếc khi giúp người yêu phá hủy căn cứ của hai gia. Đúng lúc đó, mọi người trong trại nhốn nháo hết cả lên, đại tá cùng người đẹp cũng mò ra xem thử coi có chuyện gì thì ra là đại úy Steve đang dẫn những người lính bị bắt làm tù binh trở về. Không những vậy họ còn mang theo cả những vũ khí tối tân của hai gia. Giờ đây mọi người đã nhìn Steve bằng một ánh mắt khác, không phải một thằng diễn hề trên màn ảnh nữa mà là một anh hùng thực sự, một mình mà cứu cả được một binh đoàn, đỉnh thực sự. Đại tá Philip hạnh phúc và tự hào về những gì mà đại ý làm được, còn người đẹp thì ra vẻ trách móc tại sao anh lại về trễ như vậy. Nàng im lặng nháy mắt ra hiệu cho anh tối nay sẽ có một mùi nướng khoai hoành tráng mọi người xung quanh thì liên tục hô vang tên người anh hùng Steve. Đây cũng là sự khởi đầu cho một cuộc chiến giữa hai thế lực. Sau đó Nam Chính cho cấp trên biết toàn bộ vị trí còn lại của tổ chức hai gia. Đại ta nói rằng có lẽ bọn chúng sẽ di rời tất cả vũ khí sang một địa điểm khác không có trên bản đồ. Ông hỏi Steve có thể tiêu diệt hết tổ chức hai gia được hay không. Anh đồng ý và muốn tập hợp riêng một đội cho mình. Sáng hôm sau Hogwarts đã mang những món vũ khí công nghệ cao của bọn hai gia ra nghiên cứu. Không ngờ mới chạm nhẹ một cái nó đã phát nổ khiến ông văng ra chóng váng hết cả đầu óc. Lúc này Steve đến tìm Hogwarts để bàn chuyện thì gặp cô thư ký xinh đẹp ngọt nước. Cô ta không ngần ngại tiếp cận nam chính rồi kéo anh vào góc quất và mớm cho anh ăn cháo lưỡi. Khá nhọ cho thanh niên là Carter đi vào thì phát hiện cảnh này. Nàng hét lớn khiến anh giật bắn cả mình. Anh chạy theo để giải thích nhưng có cho nó mới tin. Nàng tức giận bỏ đi không nói lời nào. Sau đó Hogwarts tắc mời Steve vào trong phòng để xem các món vũ khí mới do mình chế tạo. Vô tình anh nhìn thấy một chiếc khiên hình tròn, thấy nó vừa tay mình nên anh niềm buông lời xin xỏ. Hogwarts nói nó được làm từ kim loại ngoài hành tinh Vibranium, có thể hấp thụ mọi chấn động giúp cho người sử dụng an toàn hơn. Anh đúng là có khiếu xin sỏ khi chọn đúng món đắt nhất ở đây. Đang nói chuyện vui vẻ thì cắt tờ bước vào trong, anh mang chiếc khiên ra khoe với nàng. Thấy cái bản mặt đáng ghét của Steve nàng liền nổ súng tới tấp về khía anh. Điều này khiến cả Steve và Hogwarts đều hiện rõ nỗi sợ hãi trên khuôn mặt. May mà chiếc khiên này tốt không thì hết phim để mà xem rồi. Rất nhanh nhiệm vụ phá hủy căn cứ hai ra được thực hiện mặc dù từng nói không muốn giết người nhưng đại úy lại cầm súng bắn tung giái kẻ địch lên cả căn cứ của bọn chúng không cần điện vẫn sáng nhất cả một vùng rộng lớn khi smith lái xe đến nơi thì đến cái nhịp cũng chẳng còn hắn tức muốn nổ não nhưng chẳng thể làm gì hơn cứ như vậy đội trưởng mỹ dẫn các chiến hữu của mình tiếp tục đánh chiếm các căn cứ còn lại bọn này tính chơi bài núp lùm nhưng không thể nào qua mắt được nam chính cả tại căn cứ mọi người hồi hộp xem lại những thước phim ghi lại ở chiến trường trong lúc bàn chiến lược steve đã khôn khéo để lộ hình ảnh của cutter điều này khiến cho nàng cảm động chảy nước trên dưới trở lại với steve anh cùng với chiếc khiên của mình liên tục lập chiến công hầu như chẳng có thứ gì có thể ngăn được bước tiến của anh cả ngay cả chiếc xe tăng khổng lồ cũng được anh biến thành cắt bụi smith lại đến muộn một bước hắn nổi điên lên khi kế hoạch của mình sắp thành công thì thằng cười nhân vật chính lại đến phá đám hộp sọ đỏ thề rằng nếu không tiêu diệt được steve thì hắn không còn là con người ở lần thực hiện nhiệm vụ tiếp theo nam chính cùng đồng đội lên ý định cắt đất đường dây vận chuyển vũ khí của hai gia thấy chuyến tàu đang đến gần mọi người lập tức đu dây xuống đó Steve và Bucky nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong con tàu nhưng đi được một lúc thì hai người bị tách ra. Đây chính là cái bẫy mà Smith đã tạo ra để lừa mọi người. Khi ấy một tên mặc bộ chiến giáp liên tục bắn về Steve như khả năng hấp thụ của chiếc khiên mà anh có thể phản công bón hành cho tên khốn ấy ngập miệng còn bên kia thì người bạn phải khổ sở chống trả đám lính quân địch quá đông nên bắc kỳ khó có thể cầm cự lâu hơn được bắn một lúc thì súng của anh ta cũng hết đạn cứ tưởng sắp lên chầu ông bà thì Steve đã lấy khẩu súng năng lượng bắn bay cánh cửa sau đó ném khẩu súng cho người bạn rồi cùng nhau phối kết hợp tiêu diệt đám lính không ngờ tên mặc chiến giáp vẫn còn sống hắn khai hỏa khiến cả toa tàu thủng một lỗ khá to bắc kỳ cầm khiên lên chống trả liền bị hắn bắn bay ra khỏi tàu Steve nhanh chóng đánh bại kẻ địch rồi trèo ra ngoài để cứu bạn. Nhưng thanh sắt mà Bucky đang bám bị gãy khiến anh ta rơi xuống vực. Còn phía bên kia anh Jaden đã đột kích thành công bắt được nhà khoa học Dinzola. Hắn bị nhốt vào một căn phòng khá kiên cố và còn được đích thân đại tá Philip mang đồ ăn tới. Thế đồ ngon trước mặt hắn sợ có độc nên không dám ăn. Đại tá đoán được tên này sợ chết nên chắc chắn không muốn tự tử. Vì vậy đã đưa cho hắn một bản hợp đồng phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ cùng những đặc ân mà Zola sẽ được hưởng. Thế là hắn ta liền khai hết tất cả mọi chuyện cho đại tá nghe. Mục tiêu cuối cùng của hai gia chính là làm cả thế giới hỗn loạn. Tại một căn cứ bí mật của hai gia, Sọ Đỏ tập hợp tất cả đàn em của mình lại và tuyên bố ngày mai sẽ tấn công khắp nơi. Nếu một chiếc chiến cơ bị hạ thì hàng trăm chiếc khác sẽ báo thủ, sau đó hắn hô vang dương gió tai muôn năm. Dương gió tai, dương gió tai. Bên này đại tá cũng lên kế hoạch tấn công căn cứ cuối cùng của kẻ địch. Ông muốn tấn công bất ngờ để bọn chúng không kịp trở tay và bọn họ có 24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ trước khi cả thế giới chìm vào hỗn loạn. Steve nhận nhiệm vụ rồi một mình phóng con khối phân lớn vào đại bản doanh của địch. Thấy đám lính đuổi theo anh liền dùng dây thép chặn hai bên khiến mấy thằng rớt nải tại chỗ. Tiếp đó, dùng lửa tổ chức tiệc nướng ngoài trời nhưng do hơi quá lửa nên đã thiêu cháy một chiếc xe. Sau khi phá hủy chiếc xe tanh canh cửa anh liền vít ga đá số 7 vào bên trong căn cứ. Con khối phân lớn cứ như thế lao thẳng vào phá hủy cánh cửa bọc thép. Cầm khiên trong tay nam chính tả sung hữu đột gặp thằng nào và chớp cụ thằng đó nhưng một cánh én thì làm sao tạo nên mùa xuân anh nhanh chóng bị bọn lính vây hãm rồi áp giải đến chỗ của hộp sọ đỏ hắn tỏ ra ganh tị khi abraham lại dành những thứ tốt nhất cho steve rồi rút súng ra định bắn anh nhưng hắn không ngờ rằng đó chỉ là kế nghi binh của nam chính để những người đồng đội khác có thể dễ dàng xâm nhập vào trong sợ đỏ biết mình đã bị lừa liền cong đít lên chạy trước thế mà hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố sẽ trả thù cho đàn em chuyện này không khác gì tháng 4 là lời nói dối của ai đó trong khi đồng đội xử đẹp đám linh hai ra thì Steve nhanh chóng đuổi theo hắn ta bên ngoài đại tá nhận được tin báo liền cho toàn quân xông thẳng vào căn cứ hỏa lực của những kẻ xấu này quá mạnh chỉ cần chúng một phát đạn của chúng là lập tức bay màu theo đúng nghĩa đen nhưng bọn chúng cũng chỉ trụ được một lát trước khi bị quân đồng minh tiêu diệt lúc này đội trưởng mỹ đã đuổi tới chỗ sọ đỏ anh ném chiếc khiên định tấn công nhưng bị cánh cửa cản lại ngay sau đó một tên lính cầm súng lửa ra phun thẳng về phía anh may mắn là Carter đã xuất hiện kịp thời bắn nổ bình ra sau lưng tiễn hắn về với đất mẹ Steve đang định cảm ơn nàng thì lại nhớ đến việc truy lùng tên Smith kia. Anh vội đuổi theo nhưng lúc này hắn đã leo lên chiếc phi cơ. Nhờ nguồn năng lượng vĩnh cửu của khối Tesseract tạo ra hắn thẳng tiến đến thành phố New York. Độ trưởng Mỹ thấy hắn đang điều khiển phi cơ ra đường băng liền tăng tốc xe căng hải để đuổi theo nhưng không kịp. Đang không biết phải làm gì thì Philip và người đẹp phóng chiếc xế hộp của hắn đến đón. Ông đại tá lái cũng khét đấy, đạp ga hết số phóng cũng giống một dân chơi thực sự đấy. Khả năng là đuổi kịp đấy, trước khi nhảy lên chiếc phi cơ Carter đá lưỡi với Steve để cho anh có động lực đánh nhau nhờ đó mà anh mới có thể đuổi kịp và nhảy lên bám vào càng trước phi cơ còn đại tá phía dưới thì phanh cháy cả lốt xe không thì hai mạng người ra đi rồi nam chính đu càng máy bay rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong anh sửng sốt khi thấy những quả bom ghi tên các thành phố lớn của mỹ anh tức giận đánh đám lính đang đi tuần tra sau đó bấm nút khiến một quả bom rơi xuống kéo theo tên lính số nhọn cứ như vậy anh hạ được thêm vô số kẻ địch tuy nhiên một tên lính đã lèn vào bên trong quả bom Steve nhảy xuống tính lôi hắn ra thì bị một tên khác đánh lén làm rơi mất trước khiên hắn lái quả bom ra bên ngoài và định khiến cho nam chính rơi vào cánh quạt ai ngờ người bị say thịt lại chính là đồng đội của hắn sau một hồi vận lộn anh đã tiếp cận được buồng lái rồi rút chốt cho tiên phi công bay ra ngoài tiếp đó điều khiển quả bom bay về phía cơ mẹ sọ đỏ thấy phải liền điều khiển hệ thống phòng thủ tấn công nhưng Steve đã kịp thời phi trái bom vào thẳng bên trong anh nhặt lại chiếc khiên rồi tiến tới phòng điều khiển kỳ lạ là bên trong không có một bóng người bất ngờ sọ đỏ cầm súng định bắn lén nhưng anh đã kịp thời phát hiện. sau đó cả hai có một màn giao cấu đỉnh cao. bọn họ bất phân thắng bại bởi vì hai người đều được tiêm huyết thanh siêu chiến binh. trong lúc giao cấu vô tình chạm vào cần điều khiển khiến phi thuyền lao nhanh xuống mặt đất. sọ đỏ đánh Steve bay ra một góc rồi nhanh chóng điều khiển lại phi thuyền. sau đó cầm súng bắn thẳng về phía nam chính. hắn bắt đầu làm nhảm nói rằng mình thật là vĩ đại. nghe thấy ngứa tai quá nên đội trưởng đã ném chiếc khiên đến khiến hắn bay qua khối Tesseract hắn ta cay rái đến cấp độ vô cực liền cầm khối lực phương lên nguồn sức mạnh vô hạn được giải phóng bay thẳng lên trước nhanh chóng thiêu hắn ta thành cho bụi sau đó khối tơ Shrek cũng rơi xuống đáy đại dương chưa đánh nhau được mấy mà đã oảng rồi hơi vô lý nhưng chắc đạo diễn thích vậy steve vội tới bàn điều khiển chiếc phi cơ nhưng anh không biết làm cách nào để có thể hạ cánh được nó để tránh thảm họa cho cả nước mỹ anh chỉ còn cách cho nó xuống biển sâu Carter xin người yêu đừng làm như vậy vì vẫn còn thời gian để giải quyết, thế nhưng thời gian làm gì có chờ đợi ai bao giờ. Steve nói lời tạm biệt với nàng dù điều khiển chiếc phi cơ lao xuống dưới. Ngay khi tín hiệu truyền về chỉ là sự im lặng, nàng đã rơi nước mắt và liên tục gọi tên anh trong sự vô vọng. Giờ đây, người đội trưởng anh hùng đã cùng với chiếc phi cơ chìm vào lòng biển lạnh giá tại Bắc Cược. Khối phim khối đồng minh đã giành chiến thắng trước quân phát xít. Trong khi đó, Howard Stark vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của Steve nhưng không thu được kết quả gì khả quan. Còn Carter thì buồn bã cầm tấm hình của người yêu trong tay. Trở lại hiện thực, đội trưởng Mỹ đã tỉnh lại trên một chiếc giường bệnh. Một người phụ nữ giống Carter xuất hiện nhưng anh biết chắc đó không phải người yêu của mình. Cảm thấy có gì đó sai sai anh liền phá tường rồi tấn công đám lính để chạy thoát thân. Chạy được một lúc thì anh dừng lại giữa các con phố và bỡ ngỡ không biết mình đang ở nơi quái quỷ gì. Cho đến khi Nick chột cùng các đặc vụ siêu xuất hiện. Ông xin lỗi vì màn kịch vừa rồi bởi vì Steve đã ngủ đông được 70 năm rồi nên cần có thời gian để giải thích. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng Review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Ở đâu đó, ngoài vũ trụ bao la, ông Hoàng khởi nghiệp Loki đã tìm đến dựa dơ và gọi vốn thành công. Thủ lĩnh của binh đoàn chi Tào Di đã trao cho thần lừa cây quyền trượng có gắn hòn đá tâm trí. Loki sẽ xuống trái đất thó khối lập phương Tesseract để hắn ta mở cánh cổng không gian thôn tính loài người. Nếu thành công thì thần lừa sẽ được cai trị địa cầu, còn thất bại thì cứ xác định là chồng mông lên bị thông cống cho đến ngọ Lúc này, ở dưới trái đất Nick chột, giám đốc của tổ chức SIDA trực tiếp đến trung tâm nghiên cứu đang thử nghiệm khối Tesseract. Người dân trong bán kính 5 km nhanh chóng được di rời đến nơi an toàn hơn. Tiến sĩ Eric, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu lý giải cho Nick chột rằng, khối lập phương này đang tự động kích hoạt và phát ra bức xạ TIGAMA. Đây là một loại bức xạ nguy hiểm có thể hạ người ngay lập tức. Khi ấy Đặc vụ 3 tầng nói rằng khối Tesseract này chính là cánh cổng dẫn đến một nơi khác ngoài không gian. Vừa mới dứt lời thì khối lập phương bắt đầu dung chuyển phóng to một tia sáng cực mạnh ra phía trước. Cánh cửa không gian dần mở ra đưa Loki đến trái đất với nụ cười dâm dê đê tiện. Sau đó, thẳng tay tấn công những người có mặt ở trong phòng thí nghiệm. Hắn ta dùng quyền trượng nhẹ nhàng thao túng siêu xạ thủ 3 tầng cùng Tiến sĩ Eric và rất nhiều người khác. Nick chợt thấy tình hình không ổn. Định lấy khối lập phương chim én đi thì bị Loki phát hiện. Tuy nhiên mục đích của độc nhãn Long là muốn câu giờ cho nơi này phát nổ hạ thần lửa. Loki sai người bắn Nick rồi cướp lấy khối lập phương mang đi. Độc nhãn Long lập tức thông báo cho đặc vụ Hugh truy đuổi theo nhóm người của Loki. Cô lái xe đuổi theo chúng nhưng đã bị ba tầng phản kích bỏ lại phía sau. Lúc này cánh cửa không gian đang bắt đầu rụng đầu. Nick chột nhanh chóng lên trực thăng rồi đi trước khi toàn bộ nơi này tan biến. Đặc vụ Hưu bị những khối đất đá khổng lồ cản đường nên Nick đã dùng trực thăng để chặn đầu xe của bọn không làm mà đòi có ăn. Tuy nhiên, Loki chỉ cần phọt một chút sức mạnh của quyền trưởng đã có thể hạ chiếc trực thăng. Cứ như vậy hắn ta nhẹ nhàng thoát đi trong sự bất lực của Nick chột Trở về căn cứ, ông gọi điện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và cảnh báo an ninh cấp độ 7, kéo mọi người chuẩn bị cho một cuộc chiến với người ngoài hành lang để chống lại mối nguy hiểm trước mắt. Nick Chột đã đề nghị dự án biệt đội thích thì báo thủ được thành lập, nhưng mấy người này không đồng ý vì cho rằng siêu anh hùng là những kẻ quái dị. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng thuyết phục họ. Mà kể cả không được thì Nick chột cũng dí cái đầu bùi mà quan tâm cái đám lãnh đạo ngu mà lì này. Đâu đó, tại nước Nga, quá phụ đen Natasha đang bị trói trên ghế để thẩm vấn. Tướng chỉ huy ép cô khai báo thông tin mật hoặc sẽ bị cây rùi cùi thịt đâm lấy đâm để vào người. Đúng lúc chuẩn bị tra tấn thì một cuộc điện thoại gọi đến nói nếu không để người đẹp nghe máy thì nơi này sẽ bị bay màu. Đầu dây bên kia là đặc vụ Finn, anh ta kể toàn bộ sự việc vừa xảy ra và nói rằng ba tần đã bị mua chuộc. Cô nói anh hãy đợi máy rồi bắt đầu bón hành cho đám người này. Nhìn liễu yếu đào tơ vậy thôi chứ võ công của cô vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần vài đường quyền cơ bản, Natasha đã hạ hết bọn chúng. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đi tìm và thuyết phục tiến sĩ Benner người khổng lồ xanh trở về. Chuyển cảnh đến Ấn Độ nơi mà một bé gái đang vội vàng chạy đến cầu cứu bác sĩ Benner vì người nhà đang bệnh nặng sắp ngỏ. Thấy cô bé tội nghiệp anh liền đi theo đến một ngôi nhà rách nát, nhưng người bệnh thì không thấy đâu, chỉ thấy một cô nàng xinh đẹp điện nước đầy đủ. Benner nở nụ cười khen Natasha khá thông minh khi có thể dụ anh ra ngoài thành phố. Ban đầu tiến sĩ không đồng ý tham gia biệt đội thích thì báo thủ. Nhưng sau khi cô cho anh xem khối lập phương Tesseract có thể phát ra tia gamma anh liền đồng ý cả ba chân. Cùng lúc đó, đội trưởng Mẽo đang tập đánh bao cát để sau này có thể bật lại nóc nhà. Anh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi mà mình bị đóng băng suốt 70 năm qua. Lúc này chỉ huy Nick trột đến tìm và đưa cho anh xem hồ sơ về vụ đánh cắp khối lập phương. Steve trách móc tại sao các người lại thích tự gây ra vấn đề rồi lại đi nhờ hồi khác giải quyết giúp. Mặc dù vậy, với tính cách nghĩa hiệp của mình thì anh vẫn đồng ý tham gia nhóm siêu anh hùng. Dưới đại dương tỷ phú ve chai đã lắp xong đoạn cáp cuối cùng để dẫn nguồn năng lượng sạch đến tòa tháp của mình. Anh muốn công trình thân thiện với môi trường này sẽ là tương lai cho trái đất về sau. Người sắt hạ cánh trên sân thượng nơi đặt một chiếc vòng có thể giúp anh dễ dàng tháo bộ giáp ra. Anh nhanh chóng buông những lời mật ngọt để khen nóc nhà của mình. Bởi vì Pepper là người đã lên ý tưởng và tạo ra những thứ tuyệt vời như thế này. Hai vợ chồng đang vui vẻ chia tài sản nếu sau này có đường ai lấy đi thì đặc vụ phiêu đến phá đám. Nhìn những hình ảnh của vũ trụ vừa rồi Tony cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Anh kêu vợ tiếp tục đi nhân rộng các công trình năng lượng sạch còn mình sẽ bảo vệ trái đất nếu không thì mọi sáng chế của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, vị thần lừa đảo đang chỉ đạo tiến sĩ Eric và những nhà khoa học khác tích cực tạo ra cánh cổng không gian. Đồng thời Loki cũng nói chuyện và bàn kế hoạch với dựa dơ phía bên kia đội trưởng Mẽo được đặc vụ đưa đến tàu sân bay để gặp Natasha và Banner. nơi họ đứng không phải là một con tàu bình thường mà là một siêu chiến hạm có thể bay trên không trung như trong phim viễn tưởng để không bị radar phòng không phát hiện con tàu còn được trang bị hệ thống tàng hình theo đúng nghĩa đen Let's vanish. Lúc này họ tra ra nơi Loki vừa xuất hiện, hắn đã bắt cóc một người rồi dùng thiết bị công nghệ cao để quét con mắt của ông ta. Nhờ vậy mà ba tần mới có thể đột nhập vào trong kho lưu trữ liên bang để lấy đi chất Iridi, một chất cần thiết để ổn định năng lượng của khối Tesseract. Loki đột nhiên đến trung tâm và biến về hình dáng thật của mình. Hắn đang có âm mưu gì đây? Sao đột nhiên hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người như thế này? Loki xuất hiện trước đám đông rồi bắt mọi người quỳ dưới chân của hắn. Thần lừa cho rằng loài người là một lũ hạ đẳng chỉ thích hợp làm nô lệ cho hắn thống trị mà thôi. Ông già đầu nhiều tóc đứng dậy nói có cái đầu bùi tao nhé, có giỏi thì ăn tao đi thẳng nhóc con. May mắn Steve đã có mặt kịp thời cứu ông già một mạng, sau đó trận chiến giữa thần và người chơi hệ bơm đồ diễn ra ác liệt. Tuy nhiên đội trưởng mẽo vẫn bị bón hành cho ngập mùm, như là mới được giã đông nên sức mạnh vẫn chưa phục hồi hết. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của người sắt thì họ mới khống chế được Loki, hắn giơ tay đầu hàng và được mọi người áp giải về căn cứ. Trong khi Steve đang đặt câu hỏi tại sao sóng lại bắt đầu từ gió thì đột nhiên ông trời nổi giận, sấm chớp đùng đùng. Hóa ra Thor từ Asgard dịch chuyển xuống đây để bắt thằng em trai láo cá của mình đi. Anh hỏi Loki đã giấu khối lập phương ở đâu. Thor muốn em trai trở về vì phụ vương và mẫu hậu đang lo lắng cho hắn rất nhiều. Đang nói chuyện thì người sắt từ đâu bay đến đưa Thor đi chơi xa. Hai người nhanh chóng trao đổi vài chiêu thức với nhau. Đánh đấm tí cho giãn gân cốt nhờ chú em, vậy thì đánh tao trước đi, ok thỏ con. Hoàng tử Asgard ném cây búa thần về hướng người sắt. Tỷ phú ve chai cũng không phải dạng vừa liền phóng laser đáp trả. Đúng lúc đó, đội trưởng Mẹo xuất hiện để ngăn hai thanh niên máu chó lại. Tho tức giận triệu hồi sấm sét tấn công nhưng không, lại tiếp thêm năng lượng cho đối thủ. Hai người chuyển từ giao lưu võ thuật sang chơi khô máu với nhau luôn. Cứ thẳng tay thẳng chân đi đường quyền vào ảnh đại diện của đối phương. Lúc này, bé thỏ đã đồng ý cho mọi người giữ lâu kỳ lại cho đến khi tìm ra khối Tesseract. Tại đây, anh cũng cho biết kế hoạch của thằng em mình đó là mở cánh cổng không gian dẫn đội quân Chiaoji xâm lược địa cầu. Tỷ phú ve chai đi vào phòng họp rồi lén đặt một con chip phân tích thông tin mật sau đó tỉnh như ruồi ra bộ ngưỡng mộ húc banner biến hình thành người khổng lồ xanh. Tuy nhiên Tony phát hiện còn nhiều điều ẩn khúc chưa được lý giải, tại sao Nick chột lại cần khối lập phương đó đến như vậy. Cùng lúc này, trên một chiếc xe tải, tiến sĩ Eric đang tiến hành lắp ráp những bước cuối cùng để hoàn thành cỗ máy tạo ra cánh cổng không gian. Thor nói với đặc vụ phim rằng ngày xưa thằng em mình đã làm cho con người chịu khổ và giờ đây hắn lại tiếp tục làm thế. Hắn không những muốn thống trị mà còn muốn trả thù Tho. Khi ấy, Natasha đến gặp Loki để hỏi xem hắn đã làm gì với đặc vụ ba tầng thần lừa chẳng quan tâm mà còn khai ra mục đích mình cố tình để bị bắt. Đó là cho banner hóa thành khổng lồ xanh để phá hủy con tàu sân bay này. Còn phía bên kia biệt đội thích thì báo thủ liên tục hỏi dồn dập Nick chột về mục đích sử dụng khối Tesseract. Ông đành phải khai thật trước mọi người. Một năm trước đây, người ngoài hành tinh đã đến trái đất và phá hoại một thị trấn. Lúc ấy ông nhận ra rằng vũ khí của loài người quá yếu. Vì vậy, ông muốn dùng khối lập phương để tạo ra vũ khí đủ mạnh để bảo vệ hành tinh xanh. Đúng như mục đích của Loki, chuyện này đã khiến cho những siêu anh hùng bắt đầu xảy ra tranh cãi. Đội trưởng Mẹo thì nói với người sắt rằng nếu bỏ bộ giáp ra thì anh là cái gì? Anh chỉ là một kẻ ngạo mạn mà thôi. Tony cũng không phải dạng vừa liền đáp trả ít ra tôi còn hơn kẻ nào đó chơi đồ mới có sức mạnh. Còn Nick chột muốn giam lỏng Banner vào trong chiếc lồng vì sợ anh sẽ biến đổi thành người khổng lồ xanh. Tiến sĩ tỏ ra bức xúc vì chúng nó mời mình đến đây rồi lại đòi nhốt mình vào lồng. Trong khi cả đám còn đang bận cãi nhau thì cây quyền trượng của Loki đã dẫn đường cho ba tần cùng thuộc hạ bay đến con tàu. Anh ta lập tức bắn mũi tên gắn đầu đạn nổ để phá hủy một động cơ. Vụ nổ lan sang phòng thí nghiệm làm rất nhiều nhân viên ở đây đi ăn gà. Thấy tình hình không ổn Tony nhanh chóng đến chỗ bộ giáp của mình. Banner không kiểm soát được bản thân đã biến thành người khổng lồ xanh rồi đập phá khắp nơi. Quả này đúng như Loki nói rồi, bế thằng này theo thì chỉ có hỏng hết đầu thui. Natasha cũng may chạy kịp, không để thằng này thông ác thì nát con bướm ngay. Mitchell ra lệnh cho cấp dưới hạ cánh con tàu xuống biển. Chỉ cần một động cơ nữa bị hư là cả đám sẽ được chôn chung với nhau. Để đảm bảo an toàn người sắt và đội trưởng đã ra bên ngoài để phối kết hợp sửa chữa những hư hỏng. Con húc thì sẵn tiện vừa đuổi theo Natasha vừa phá con tàu từ bên trong. May mắn Thor đã đến kịp lúc đẩy bé bự qua một bên hai người nhanh chóng xông vào giao cấu dữ dội bé thỏ cầm búa và vào alo của bé bự một phát muốn dụng cả quai hàm húc muốn cầm búa lên đáp trả nhưng gồng muốn ỉa chảy cả da quần mà cây búa vẫn nằm im ở đó cầm được búa anh thì để anh bằng chú à đúng lúc đó có một chiếc phi cơ xả đạn liên tục vào người bé bự sẵn đang bực trong người anh liền lao ra ngoài nhẹ nhàng xé chiếc phi cơ thành từng mảnh rồi rơi tự do xuống bên dưới trong khi đó ba tần đang cùng thuộc hạ quẩy tung phòng chỉ huy lên anh ta bắn mũi tên vào bảng điều khiển khiến một động cơ đẩy khắc bị vô hiệu hóa con tàu bắt đầu hành trình đưa mọi người với miền cực lạc. Natasha nhận lệnh của Nick chột nhanh chóng đi ngăn cản ba tần. Mặc dù cùng là đặc vụ với nhau nhưng ba tần không đấu lại người đẹp. Trái lại còn bị cô đấm cho muốn tỉnh cả người. Lúc này, bé thỏ định ngăn cản Loki thoát ra nhưng không ngờ lại bị thằng em dùng ảo ảnh lừa vào trong chiếc lồng. phiên cầm hàng nóng ra tính khống chế Loki. Kết quả, anh bị thần lừa xiên que từ phía sau gục tại chỗ. Sau đó, Thor bị Loki thả rơi tự do từ trên cao xuống dưới đất cũng may bé thỏ đã phá lồng kính, thoát ra kịp thời. Phiên dùng chút sức lực yếu ớt, bắn thần lừa một phát tím tái cả mặt mày. Bên ngoài, người sắt cố gắng quay cánh quạt khổng lồ để động cơ có thể hoạt động trở lại. Không thì, không còn cơ hội cho những người ở trên sống sót nữa. Khi ấy, anh đã bị hút vào bên trong nhưng Steve đã kịp thời kéo cần gạt để Tony có thể thoát ra ngoài. Loki nhân cơ hội tình hình hỗn loạn liền nhanh chân chim én khỏi nơi này. Trước khi ngỏm phim đã xin lỗi Nick chột vì anh không hoàn thành được nhiệm vụ, đây là một mất mát khá lớn cho toàn đội. Nhưng nhờ sự ra đi của anh mà những siêu anh hùng đã gạt qua mọi hiểm khích cùng bắt tay nhau đánh bờm đầu tên Loki kia. Phía dưới mặt đất, Banner tỉnh lại thì thấy mình đang trần như nhộng. Người cảnh sát già tức giận đã tặng cho anh một bộ đồ mới để mặc, chứ cứ như thế này mà đánh nhau thì hỏng hết mắt chị em còn ba tần bên này cũng đã lấy lại được thần trí khi bị Natasha đập muốn méo sọ não. Ngay khi biết được nơi Loki đặt cỗ máy tạo cánh cổng không gian ở tòa thác của mình, người sắt đã nhanh chóng bay về để phá hủy cỗ máy nhưng nó đã được sức mạnh của cây quyền trượng bảo vệ. Vì vậy anh chuyển qua kế hoạch câu giờ chờ đồng đội đến, anh tháo bộ giáp ra rồi vui vẻ mời Loki uống tí rượu ngoại, nhưng hắn ta chỉ muốn uống rượu chuối hột và nhắm ít giả cầy của Việt Nam mà thôi. Loki tỏ ra ngạc nhiên khi muốn thao túng tâm trí của Tony nhưng không được. Thế là hắn tức giận bóc cổ rồi ném anh bay ra khỏi tòa tháp. Tỷ phú ve chai đã triệu hồi bộ giáp bay tới cứu mình thành công trước khi nằm bẹp dí ở dưới đường. Sau đó anh quay trở lại bắn Loki sấp mặt lồng. Lúc này khối lập phương đã bắn một luồng sáng cực mạnh lên trời tạo ra cánh cổng không gian. Ngay lập tức, Dơ Âu Dơ phái binh đoàn Chiauji của hắn tràn xuống trái đất. Nhưng vừa nó cái đầu qua đã bị người sắt dùng vũ khí tiễn về miền xa xăm rồi. Tuy nhiên bọn chúng quá đông và nguy hiểm nên một mình Tony không thể nào tiêu diệt được hết binh đoàn TLG bắt đầu tấn công người dân trên trái đất khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Loki bước ra tỏ vẻ đắc ý trước những gì hắn vừa làm. Đúng lúc đó, thỏ xuất hiện kêu thằng em mau chóng tắt cỗ máy nhưng nó méo thèm nghe. Thế là hai anh em lao vào choảng nhau tới tấp, những siêu anh hùng còn lại cũng đã có mặt để đáp trả lũ quái vật. Thấy hai anh em nhà bé thỏ đang đánh nhau ba tần định góp vui trả thù Loki. Ai ngờ lại bị hắn ta dùng quyền trượng tấn công khiến chiếc phi cơ rơi xuống đất. Đúng là con báo, trong nhà bà báo đây rồi. Lúc này con quái vật giống một con cá khổng lồ từ trên bay xuống. Những tên lính nhảy ra từ trong liên tục bắn hạ người dân vô tội. Con cá đi đến đâu là mọi thứ đều bị phá hủy đến đó. Gần như không có cơ hội để hạ con cá khổng lồ này. Tony nhanh chóng bay theo con quái vật để tìm điểm yếu của nó. Trong khi đó, Tho nhấn đầu thằng em xuống để cho nó thấy tác hại của việc mà nó gây ra lớn như thế nào. Loki giả vờ khóc thương nhưng lại chơi mất dậy đâm lén bé thỏ. Dù là vậy, nhưng hắn vẫn bị bé thỏ bón hành cho ngập miệng sợ quá nên thanh niên vội nhảy xuống bám vào một con quái vật để trốn lũ quái vật này giống như là vô hạn vậy cứ tiêu diệt được đám này lại có đám khác xuất hiện mọi nơi đều ngập tràn trong biển lửa và sự hỗn loạn dưới sự chỉ huy của đội trưởng mẽo nhóm siêu anh hùng phối hợp với cảnh sát địa phương nhanh chóng di tản người dân xuống dưới nhà ga tàu điện ngầm để lánh nạn phía bên trên tony đã dùng bẫy nhiệt để dụ con quái vật đuổi theo mình còn bé thỏ thì triệu hồi sấm xét tấn công đám lính lác khi ấy benner cũng đã phóng con khối phần lớn đến sau khi xin lỗi mọi người vì những việc đã xảy ra anh liền hóa thành người khổng lồ xanh đấm tung đầu con quái vật. Người sát nhân cơ hội đó bắn nó tan tành, thấy tình hình không ổn nên thần lừa đã cử toàn bộ binh đoàn xuất trận. Bọn quái vật đã đông này còn đông hơn gấp bội, đội trưởng được quyền phân nhiệm vụ cho từng thành viên một, Tony và ba tần bay lên trên cao yểm trợ cho mọi người. Tho quay tay bay đến cánh cổng để cản đường tiến công của bọn chúng, người khổng lồ xanh thì được cho quậy phá thỏa thích. Còn anh và Natasha chiến đấu dưới mặt đất, khi ấy bé thỏ tìm cho mình một vị trí đẹp rồi hô sấm sét đánh thẳng vào cánh cổng khiến rất nhiều kẻ địch bay màu. Tony thì cố gắng kéo đám quái vật ra ngoài những con phố rồi tấn công chúng. Ba tần cũng thể hiện trình bắn cung không cần nhìn của mình. Húc thì tự do bay nhảy các kiểu con đà điểu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vài cái xác lính chi tao gì. Dưới sự phối hợp ăn ý của toàn đội đám quái vật liên tiếp bị tiêu diệt. Trong khi mọi người đang chảy ra chóc vảy khổ sở với kẻ địch thì đám lãnh đạo ngồi bàn giấy lại muốn bắn tên lửa hạt nhân để tiêu diệt tất cả. Mặc dù chỉ huy Nick chột đã cố cản lại nhưng không thành công. Đúng là bọn đầu bùi trả làm được cái mẹ gì. Trở lại cuộc chiến, Ba Tần đã bắn một mũi tên về phía Loki. Hắn mỉm cười đắc ý khi bắt được, nhưng mũi tên lại nổ tung khiến hắn rơi cắm đầu xuống đất. Ấy vậy mà vẫn tỏ ra kiêu ngạo coi mình là thần thánh. Kết quả bị húc đập cho phờ phạc cả người. Thanh méo gì mà yếu xìu vậy. Lúc này, Natasha đã tiếp cận và đánh cho tiến sĩ Eric thoát khỏi sự thao túng tâm trí của Loki. Ông nói rằng cần phải có cây quyền trượng mới có thể đóng được cánh cổng không gian. Tại căn cứ không quân, Nick chột cầm rocket một giờ ra bắn hạ được một chiếc máy bay phản lực. Nhưng một chiếc khác đã kịp thời cất cánh. Nó phóng tên lửa hạt nhân thẳng đến nơi trận chiến. Khi ấy, Tony đã quyết định hy sinh bản thân mình đỡ lấy quả tên lửa rồi đẩy thứ vũ khí hủy diệt ấy bay qua cổng không gian. Bộ giáp cũng hết năng lượng khiến anh rơi tự do xuống dưới. Chiến hạm ngoài vũ trụ cũng bị phá hủy, khiến những tên lính ở trái đất cũng tự hủy. Cũng lúc đó, Natasha dùng quyền trượng của Loki đóng cánh cổng lại. Húc nhìn thấy Tony liền nhảy lên cao đỡ anh, rồi ngã xuống phía dưới. Ai lấy cũng tỏ ra đau buồn vì tưởng người sắc kiêu ngạo đã ngỏm. Đây thực sự là một mất mát quá lớn cho biệt đội anh hùng thích báo thù. Đột nhiên Húc gào lên khiến Tony sợ quá phải bật dậy hỏi có phải thằng khứa nào mới hôn tôi phải không? Cuối cùng, Bình Yên đã quay trở lại với nhân loại, tuy nhiên biệt đội thích thì báo thù vẫn còn một việc phải làm. Loki tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy fan hâm mộ đang chăm chú nhìn mình không rời. Sau đó hắn ta được tặng cho một cái dọ mõm để khỏi sủa bậy và được bé thỏ đưa về Asgard cùng với khối Tesseract. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng Review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Tỉnh lại sau giấc ngủ đông dài 70 năm, đội trưởng Mỹ vẫn đang làm quen với cuộc sống của con người hiện đại. Sáng anh thường hay chạy bộ quanh hồ Tây và nhìn thấy một người đàn ông cũng có sở thích giống mình. Mặc dù anh ta đã cố sức bám theo Skip nhưng sức người thì làm sao bằng thanh niên chơi thuốc như nam chính được. Anh ta lính dù đã giải hưu, hiện tại làm việc trong hội cựu chiến binh, biết người trước mắt chính là đội trưởng Mỹ nên sam hỏi anh cảm thấy thế nào sau khi tỉnh lại. Thì phố xa hiện đại hơn và thức ăn cũng ngon hơn xưa rất nhiều. Đang chém gió vui vẻ thì một chiếc siêu xe đến đón Skip về làm nhiệm vụ thì ra bên trong chính là quá phụ đen Natasha. Nhiệm vụ lần này của đội trưởng Mỹ là dẫn đầu biệt đội Strike đi giải cứu con tàu Lemurian của tổ chức siêu hiện đang bị bọn cướp biển khống chế ở Ấn Độ Dương. Cầm đầu băng cướp này là ba chóc cựu nhân viên tình báo Pháp. Hắn đã bắt giữ rất nhiều con tin trên tàu và trong đó có cả nhân viên cấp cao của tổ chức là Jasper. Rất nhanh trước Viggo đã chở đại quý Steve tiếp cận con tàu, sau khi nhảy xuống anh lập tức cầm khiên đi đường quyền vào đám lính canh. Nam chính dễ dàng bón hành ngậm miệng cho từng đôi một, ấy thế mà cũng có thằng liều mạng cầm súng tới uy hiếp anh. Chẳng cần Steve phải động tay chân khi đồng đội của anh đã giúp hắn đi đoàn tụ với tổ tiên dưới suối vàng. Bây giờ biệt đội Strike mới nhảy dù số tới nơi, nghĩ mà nó cay, làm xong hết việc khó rồi thì chúng nó mới xuống. Steve ra lệnh cho Natasha tấn công phòng máy còn anh thì đi giải cứu con tim. Ngay khi vào trong phòng máy, Natasha đã thẳng tay thẳng chân đi đường quyền vào alo của đám lính, rồi báo cáo rằng không phát hiện sự sống ở trong này. Phía bên kia dung lâu cùng đàn em phá cửa phòng bếp và xông vào bắn ngỏm hết đám cướp biển. Còn đội trưởng Mỹ đang đi lang thang thì bị ba chóc tấn công bất ngờ. Hắn định dùng bài sơn hải cước để giết chết con chim non của nam chính. Với thân pháp nhanh nhẹn, anh đã né thành công đòn tấn công hiểm ác đó. Hắn khá mạnh khi có thể khiến đội trưởng phải vất vả chống đỡ. Thấy chiếc mũ trên đầu Steve hắn liền thách thức anh bỏ nó ra để đấu tay đôi với hắn. Ok chơi luôn bạn ơi, không ngờ khi đội trưởng bỏ chiếc mũ ra lại đánh nhau thoải mái hơn. Anh liên tục đi đường quyền vào mặt ba chóc khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Có lẽ từ nay về sau hắn không còn dám cất tiếng gáy nữa. Tại phòng điều khiển anh vô tình gặp lại Natasha, nàng đang sao chép dữ liệu của ổ cứng. Điều này khiến Steve cảm thấy nghi ngờ nên hỏi thăm. Hai người đang nhiệt tình cãi nhau thì ba chóc tỉnh lại ném lựu đạn về phía họ. Anh lập tức ôm lấy người đẹp rồi nhảy ra ngoài cổ sổ, nhưng tên khốn nạn kia đã nhận cơ hội chạy thoát về đến tổng hành dinh của tổ chức siêu. Đội trưởng trách chỉ huy Nick chột tại sao lại giấu mình. Ông nói rằng mình đã cứu những người lính giỏi nhất để đảm bảo con tin an toàn, rồi dẫn nam chính vào trong một chiếc thang máy bí mật phía dưới tổng hành dinh chính là xưởng sản xuất vũ khí siêu hiện đại bậc nhất thế giới họ đang chế tạo ba con tàu sân bay tối tân có thể bay trên không ngoài ra còn hàng trăm máy bay chiến đấu đủ các loại thập cẩm nick chột nói rằng đây chính là dự án thấu thị ba tàu sân bay thế hệ mới được đồng bộ với lưới định vị được phóng từ con tàu limurian nó được trang bị hỏa lực cực mạnh có thể diệt được một mục tiêu trong một phút dự án này được khởi động từ sau những biến cố cách đây hai năm tại new york tổ trưởng không đồng tình với loại vũ khí chĩa thẳng nòng súng vào hàng triệu con người trên trái đất và gọi đó là sự bảo vệ nếu nó lọt vào tay kẻ xấu thì đó có phải là một thảm họa không? Nick chột yếu thế, không nói được gì đành bắt Steve phải chấp nhận việc cấp trên luôn luôn đúng. Anh không nói nhiều liền phóng con khối phân lớn rời khỏi căn cứ. Anh tới bảo tàng trưng bày các loại vũ khí của Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Tại đây, anh xem lại các thước phim của mình trong cuộc chiến năm xưa và buồn thúi. Mặt khi thấy hình ảnh người bạn thân Bắc Kỳ đã hy sinh. Ngoài ra còn có đoạn phim về cuộc phỏng vấn của người đẹp Carter. Anh lấy chiếc la bàn cũ có in hình người yêu năm ấy. Sau đó đến nhà thăm nàng, Carter năm nào giờ đã trở thành một bà lão già yếu nằm liệt trên giường. Nàng tiếc nuối khi không thể cùng anh sống hạnh phúc như những lời đã hứa, Steve tâm sự mình vẫn còn chưa quen với cuộc sống hiện đại này. Lý do khiến anh tham gia vào tổ chức là vì Carter đã giúp sáng lập Raziel, điều này khiến cho nàng cảm động rơi nước mắt. Well, I couldn't leave my best girl. Cùng lúc này, Nick chột đang tiến hành giải mã chiếc USB nhưng không được vì phần mềm cùi bắp quá. Ông bắt đầu nghi ngờ mục đích của dự án thấu thị nên đi tìm Bộ trưởng An ninh Piac. Ông ta lúc này đang họp trực tuyến với Hội đồng An ninh Thế giới bàn về sự cố cướp biển hôm trước, đang chém gió thì thư ký bước vào nói có việc gấp. Thế là ông ta rời khỏi cuộc họp để gặp Nick Chột. Nick yêu cầu một buổi điều trần trước Quốc hội về dự án thấu thị. Sau một hồi cân nhắc, ông bộ trưởng cũng đồng ý. Sau việc Nick lái xe về, ông gọi điện căn dặn đặc vụ Hugh đi đến Nhà Trắng ngay lập tức vừa lái xe đến ngã tư, ông bị một chiếc xe cảnh sát đâm ngang hông. Những chiếc xe cảnh sát khác cũng nhanh chóng ép xe của Nick chột lại. Sau cú và chạm tay của ông bị gãy và hệ thống an ninh thông báo khu vực này không có cảnh sát hoạt động, vậy là có kẻ muốn hạ ông để bịt đầu mối. Đám cảnh sát giả liên tục xả đạn khiến chiếc xe không khác gì cái tổ ong. Thậm chí bọn này còn chuẩn bị hẳn thiết bị phá cửa kính. Mỗi một phát nện đều khiến chiếc ô tô muốn nằm ngửa ra. Nick tức giận chửi lịt mẹ chúng mày, rồi khởi động khẩu sáu nòng hách phun đạn bắn ra bên ngoài. Lúc này hệ thống tự động lái đã được phục hồi nên ông ra lệnh cho chiếc xe tăng tốc. Cứ tưởng thoát được cái đám sát thủ này thì bất ngờ phía trước xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ hắn ta bắn một quả bom từ trường vào gầm xe của Nick. Vụ nổ khiến chiếc xe nằm ngửa bụng trên đường. Kẻ bịt mặt nhanh chóng tiếp cận chiếc xe nhưng khi mở cửa ra thì bên trong chẳng còn cái nhịt. Hóa ra Nick chột đã sử dụng thuật độn thổ của ninja làng lá để thoát thân. Tối đó Steve về phòng thì gặp em hàng xóm đang vất vả với đống quần áo bẩn. Anh tốt bụng nói cô hãy dùng máy giặt trong phòng mình cho tiện. Nhưng cô hàng xóm là gà chứ không phải là thóc mà anh đòi ăn. Trước khi xuống lầu cô nói rằng anh đừng quên tắt đài khi ra khỏi phòng. Nghe đến đây thôi nam chính liền nhận ra có điều bất ổn. Thế là anh vào phòng mình bằng đường cửa sổ và nhìn thấy chỉ huy Nick chột đang đợi sẵn. Đang định hỏi chuyện gì thì ông ra ám hiệu trong phòng có máy nghe lén và tổ chức siêu có gián điệp. Đúng lúc này, ông bị kẻ nào đó bắn vào người. Trong lúc hấp hối, ông đã trao lại chiếc USB cho Steve và dặn anh không được tin bất cứ bố con thằng nào. Cô nàng hàng xóm xuất hiện nói rằng mình được Nick chột cài vào để bảo vệ anh, nhờ vậy mà anh có thể truy đuổi theo tên hung thủ. Nhưng khi nam chính ném chiếc khiên về hướng kẻ địch, hắn lại có thể nhẹ nhàng dùng cánh tay sắt tóm gọn nó, sau đó ném trả ngược lại cho chủ, với một lực rất mạnh. Trong khi Steve phải gồng cơ mông gồng cơ đít để đỡ chiếc khiên thì hắn ta đã nhanh chân bỏ trốn. Natasha nhận được tin liền đến hiện trường để đưa chỉ huy Nick chột vào trong bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã không qua khỏi. Natasha đau xót vô cùng vì cô coi ông như là người thân duy nhất của mình. Ra bên ngoài cô thắc mắc tại sao chỉ huy lại đến tìm nam chính chứ không phải là mình. Steve cũng không biết tại sao. Đúng lúc ấy, Rulo xuất hiện nói bộ trưởng cần gặp anh. Anh mang chiếc USB giấu trong một chiếc máy bán kẹo rồi đến gặp bộ trưởng. Ông ta nói rằng mình và Nick là hai người bạn thân trí cốt, súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn có chai dầu ăn là ấm rụt giả. Sau đó đi vào vấn đề chính hỏi tại sao Nick lại đến gặp nam chính tối qua, đội trưởng vẫn lắc đầu nói tôi không biết. Ông ta không tin bắt đầu thể hiện khả năng đa cấp của mình, xong rồi quay lại hỏi lần cuối hôm qua Nick chột tìm anh có việc gì. Anh đành phải nói rằng ông ấy nói tôi đéo tin bất kỳ bố con thằng nào cả rồi lấy tấm khiên rời đi. Trước khi anh rời đi lão, bộ trưởng đe dọa ai cản đường, hắn sẽ phải nhận lấy một cái kết đầy đau đít khi đi xuống bằng đường thang máy sao hôm nay đông người đi thế nhỉ tàn các gương mặt thân quen ở đây tên dung lâu còn hỏi thăm anh dạo này sức khỏe có tốt không ông da đen bên cạnh thì toát hết cả mồ hôi các chú định sơi tái anh à đúng như lời ông ta nói đám thuộc hạ dẫn đầu bởi dung lâu đã tấn công đội trưởng ở trong thang máy bọn chúng cố gắng khống chế anh bằng những chiếc còng nam châm nhưng kể cả có bị khống chế một tay anh vẫn đủ sức và vỡ alo từng thằng một vì bọn chúng đã khóa thang máy lại nên anh đành phải phá kính nhảy xuống May mà có tấm khiên hấp thụ lực nên anh đã tiếp đất an toàn. Sau đó, anh phóng con khối phân lớn của mình vượt qua rất nhiều chứa ngại vật rồi trốn thoát. Tưởng bắt anh mày mà dễ à, mơ đi nhé mấy thằng ít tóc. Lão bộ trưởng cây giấy liền cho người thông báo rằng đội trưởng Mỹ đã phản bội lại quốc gia nên anh bị truy nã gắt gao. Steve ngụy trang thành người khác đến chỗ máy bán kẹo nhưng lại không thấy chiếc USB ở đâu. Đang hoang mang thì bóng phản chiếu của Natasha hiện ra, anh ép cô vào trong một căn phòng rồi hỏi bên trong chiếc USB là gì. Cô nói rằng mình không biết nhưng biết kẻ đã giết chết chỉ huy Nick chột chính là chiến binh Mùa Đông. Thế là hai người quyết định giải mã chiếc USB của ông ấy, cả hai đến một trung tâm thương mại và dùng máy tính trưng bày của Apple để giải mã. Chiếc USB được bảo mật cấp 6 nên khi khởi động sư sẽ tìm ra vị trí của họ ngay lập tức. Đúng như những lời Natasha nói, vừa cắm USB vào máy tính thì đội Jack đã lên đường đến trung tâm thương mại sau một hồi bấm bấm gõ gõ cuối cùng người đẹp cũng tìm thấy một địa điểm bí ẩn trên bản đồ lúc này dung lâu đang cho người già soát toàn bộ trung tâm thương mại thấy hắn đang đứng phía dưới natasha liền kêu nam chính hôn mình đi kèo ngon như vậy ngu gì mà anh không lều lếu lều sau khi thoát khỏi tên chó săn dung lâu hai người nhanh chóng đi đến nơi được định vị trên bản đồ đây chính là một căn cứ bỏ hoang mà steve từng được huấn luyện sau bên trong là một máy chủ cổ lô sĩ bám đầy bụi nhưng trên bàn lại có một thiết bị đọc usb mới toanh ngay khi Natasha cắm chiếc USB vào thì các thiết bị xung quanh lập tức khởi động, trên màn hình bắt đầu xuất hiện một gương mặt người. Nó chính là trí tuệ nhân tạo do tên nhà khoa học Gen Zola chế tạo ra. Năm 1972, hắn mắc bệnh ung thư chứng cút nên không thể cứu chữa. Vì vậy hắn đã đưa trí tuệ của mình vào trong chiếc máy này để tiếp tục tồn tại. Natasha nói rằng sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã thành lập tổ chức siêu và tuyển rất nhiều nhà khoa học Đức, trong đó có cả Zola. Nhờ đó mà hai gia có thể tồn tại bằng cách ký sinh trong chính tổ chức siêu ngay cả cái chết của hogwarts stark và nick chốt cũng do một tay hai ra sắp đặt bọn chúng muốn sử dụng dự án thấu thị để tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường và đưa hai ra trở lại thời kỳ đỉnh cao steve tức giận đấm vỡ màn hình nhưng hắn lại xuất hiện trong một màn hình khác zola đắc ý nói chính hắn đã viết ra một thuật toán cho dự án thấu thị tuy nhiên cả hai sẽ chết trước khi hắn nói ra sự thật Natasha nhận ra một quả tên lửa của siêu đang bay thẳng đến chỗ họ sau khi lấy chiếc usb ra steve liền ôm lấy người đẹp rồi nhảy xuống một cái cống vụ nổ kinh hoàng khiến cả căn cứ bị đánh sập. Đội trưởng may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng Natasha thì đang vất tình nhân sự. Anh nhanh chóng bế cô ra ngoài để trốn khỏi sự truy lùng của kẻ địch. Dung lâu dẫn đàn em đến kiểm tra hiện trường nhưng chẳng tìm thấy cái xác nào cả. Vì không còn nơi nào để đi lên đội trưởng cùng người đẹp đã mặt dày đến chỗ của Sam để xin tá túc vài hôm. Sam đồng ý cho cả hai vào, sáng hôm sau mọi người bàn kế hoạch bắt góc tên Jasper để điều tra về thuật toán của Zola. Sam cũng muốn tham gia vào kế hoạch giải cứu thế giới nên đã đưa sự yếu lý lịch của bản thân ra thấy anh chàng này là một lính nhảy dù siêu cấp nên họ chốt đơn ngay luôn và lập tức. Việc đầu tiên là đi thó bộ cánh sắt có thể giúp Sam bay nhảy như chim. Khi ấy, Jasper đang tiễn tên thượng nghị sĩ đi về nhà. Ông ta ghé tay hắn nói nhẹ, dương gió tai muôn năm. Đúng lúc này, hắn nhận được một cuộc gọi từ lão bộ trưởng. Nhưng đầu dây bên kia không phải lão ta mà chính là Sam. Anh kêu hắn lên chiếc xe màu xám đỗ gần đó. Nếu không ngoan ngoãn sẽ bị lính bắn tỉa xin nhẹ cái mạng. Jasper đành phải nghe theo và bị đội trưởng Mỹ đưa lên sân thượng. Anh nhẹ nhàng hỏi hắn về thuật toán của Zola, nhưng hắn cứng đầu không khai còn thách thức ngược lại. Natasha bên cạnh không nói nhiều trực tiếp đá hắn rơi xuống dưới, may là Sam đã dùng bộ cánh chim ưng mang hắn trở lại. Jasper sợ đáy cả gia quần vội khai ra thuật tòa án của Zola, đó là chương trình giúp lựa chọn mục tiêu cho dự án thấu thị. Nó bao gồm những người sẽ gây hại cho hai gia ở hiện tại lẫn trong tương lai. Thấy sự việc có thể gây nguy hiểm trên toàn thế giới nên bộ ba con sói liền dẫn hắn đi. Họ muốn dùng hắn để vượt qua máy quét sinh học và đột nhập vào trong tàu sân bay nhưng chưa đi được bao ra thì chiến binh mùa đông xuất hiện kéo đầu chọc bay ra ngoài. Steve đạp cháy phanh khiến hắn văng xuống đường, bất ngờ một chiếc xe từ phía sau đâm vào đít xe của họ. Chiến binh mùa đông lập tức tung người lên không rồi thó luôn cái vô lăng. Chiếc xe mất lái nhanh chóng đâm vào thành cầu lộn vài vòng trên đường. May mắn đội trưởng đã dùng chiếc khiên để giúp ba người thoát ra khỏi chiếc xe an toàn. Còn Sam và Natasha phải vất vả tìm chỗ núp trước làn mưa đạn của kẻ địch hắn tiếp tục dùng phóng lựu bắn nổ trước xe người đẹp nhanh chóng dùng tuyệt kỹ đu dây xuống phía dưới gầm cầu sau đó dùng súng bắn hỏng kính mắt của đối thủ hắn tức giận nhảy xuống cầu quyết truy đuổi bằng đợt Natasha. bên này thì đội trưởng bị một thằng cầm sáu nòng xả đạn anh nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe bít rồi dùng tấm khiên để đỡ đạn khi ấy Natasha định dùng tuyệt chiêu kẹp chân vào đầu chiến binh mùa đông để cho hắn bị mùi mắm tôm gây ngạt mà chết ấy vậy mà vẫn bị hắn bắn trúng bả vai ngay lúc ngàn cân treo sợi long ồn Steve đã có mặt cứu cô một mạng cả hai nhanh chóng lao vào giao cấu đây đúng là cuộc chiến của mấy thằng châu bò nhất quả đất cả hai ăn đấm đá liên tục vào mặt mà vẫn khỏe như chưa có gì xảy ra chơi tay không chán quá chuyển qua chơi giao nhưng vẫn bất phân thắng bại giao cấu một hồi lâu cuối cùng chiếc mặt nạ của chiến binh mùa đông cũng rơi ra steve vô cùng ngạc nhiên khi thấy đối thủ lại chính là thằng bạn nối khố bắc kỳ của mình đúng lúc này sam và Natasha chạy đến hỗ trợ nên bắc kỳ đã nhanh chân tẩu thoát trong khi đội trưởng mỹ vẫn chưa hết sốc thì dung lâu đã dẫn đội trạch đến hốt cả ba người đi trong lúc đang bị áp giải về chủ sở đột nhiên một tên lính canh đã đánh bục tên còn lại hóa ra là đặc vụ hưu cải trang để cứu mọi người đến khi dung lâu mở khoang ra thì hắn chỉ chửi thề đụ mẹ dương gió tai cùng lúc này đặc vụ hưu đã đưa nhóm ba con sói đến một căn cứ bí mật họ đều hết sức bất ngờ khi chỉ huy nick chột vẫn còn sống nhan răng thì ra ông đã giả chết để đánh lừa cái đám phản bội kia phía bên kia bắc kỳ trở về liền được đưa vào phòng thí nghiệm của hai gia anh nhớ lại mình đã bị rơi xuống dưới dòng sông băng trong lúc chiến đấu và được nhà khoa học Gen Zola cứu. Sau đó ông ta hạ lệnh đóng băng anh lại. Khi ấy, lão bộ trưởng dẫn theo đám trai đến thăm Bắc Kỳ. Biết chiến binh mùa đông đã lấy lại được một phần ký ức ông ta liền cho người xóa sạch ký ức của anh, trở lại với nhóm của Nam Chính. Lúc này, Nick chột đưa cho mọi người ba tấm thẻ mục tiêu mà ông đã chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ của mọi người là đột nhập vào ba chiếc tàu sân bay rồi thay thế ba tấm thẻ mục tiêu này vào là xong. Đội trưởng cho rằng thứ vũ khí ấy nếu tồn tại vẫn có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Vì vậy anh quyết định sẽ phá hủy chúng một lần và mãi mãi. Rất nhanh bọn họ đã xông vào phòng thông báo và khống chế nhân viên tại đây. Trong khi lão bộ trưởng đang bốc phét với các quan chức nhà nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Steve nói toàn bộ sự thật cho tất cả mọi người trong tổ chức nghe. Hiện tại xưa đã bị hai gia nắm quyền kiểm soát, kẻ cầm đầu không ai khác chính là lão bộ trưởng mặt phụ khoa. Nhóm trai phục vụ dưới quyền của lão ta và dự án thấu thị thực chất là để tiêu diệt những người cản đường chúng. Anh mong mọi người cùng mình đứng lên để chống lại cái ác. Biết sự việc đã bị bại lộ nên bọn chúng đã xông vào phòng họp khống chế các quan chức. Còn tên Dung Lâu thì ép buộc nhân viên trong phòng điều khiển phóng tàu sân bay lên, như không ngờ anh tóc xoăn nói éo. Thấy vậy, các nhân viên khác cũng đồng loạt rút súng chống lại hắn. Dung Lâu rào vừa buông súng nhưng lại lén rút dao tấn công nữ đặc vụ. Rất nhanh một trận đấu súng ác liệt diễn ra. Nhân lúc hỗn loạn hắn liền nhập mã phóng vào bảng điều khiển. Ngay lập tức những con tàu lộ ra dưới vỏ bọc làm một hồ nước cỡ lớn. Các động cơ đẩy hoạt động hết công sức đưa thứ vũ khí hủy diệt này bay ra khỏi bị phóng. Thứ vũ khí này khó là nguy hiểm, gần như nó bất khả chiến bại trên bầu trời. Thấy tình hình cấp bách, Steve lập tức xông tới tấn công đám lính canh. Anh cố gắng tiếp cận tàu sân bay càng gần càng tốt. Trong khi đó, Sam dùng bộ cánh bay thì bị hệ thống phòng không trên con tàu bắn cho hoa hết cả mắt. Thấy tình hình không ổn, lão bộ trưởng liền ép buộc hội đồng phải kích hoạt hệ thống tấn công hàng loạt nếu không sẽ giết gia đình của họ. Nhưng lại gặp phải đối thủ cứng cựa nói éo. Ông ta tức giận định nổ súng thì bất ngờ người phụ nữ gần đó thân thủ nhanh nhẹn đã đánh bại ông ta cùng đám lính canh. Hóa ra người phụ nữ ấy chính là Natasha đã cải trang thành. Bên ngoài sam chật vật mãi mới tiếp cận được tàu sân bay thì bị một chiếc phi đến tấn công. Với kinh nghiệm 40 năm bắn máy bay bà già, anh dụ chúng bắn tên lửa về phía mình, sau đó bay đến chỗ tàu sân bay để những quả tên lửa ấy phá hủy nó. Chiếc phi cơ mất phanh cũng đâm thẳng vào con tàu bay khổng lồ và tạo ra một lỗ thủng cho giam tiến vào trong. Anh thành công đổi tấm thẻ mục tiêu của con tàu thứ nhất. Tổ trưởng Mỹ cũng không chịu thua kém khi hạ được hết số lính canh rồi chạy vào trong phòng điều khiển trung tâm đổi thẻ mục tiêu của con tàu thứ hai. Bên này, Natasha bắt đầu giải mã tất cả dữ liệu bí mật của bọn hai ra. Lão bộ trưởng dọa nếu làm vậy thì quá khứ đêm tối của cô sẽ bị tung hết lên Internet. Ôi rồi ôi chị sợ quá cơ, người đen vẫn tiếp tục giải mã nhưng muốn truy xuất vào trong cần phải có hai thành viên cấp độ alpha. Lão ta đang đắc ý vì Nick chột đã chết nên không ai có thể giải mã được. Ngay sau đó nụ cười chợt tắt đằng sau là nước mắt khi chỉ huy Nick từ trên trực thăng bước xuống ông từ từ bước đến dẫn người bạn nối khấu của mình cùng quét võng mạc như vậy dữ liệu tuyệt mật của hai gia đã được đưa ra ánh sáng nhưng vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm đó là đổi thẻ mục tiêu của con tàu cuối cùng khi ấy steve đã nhờ sam cho mình quá gian lên con tàu sân bay đó ngay khi vừa đặt chân lên trên thì nam chính liền bị bắc kỳ phục kích đánh bay khỏi con tàu sam tính bay xuống cứu thì bị cản lại không những vậy anh còn bị vật gãy một cánh sau đó ăn một cước bay thẳng xuống dưới may mà có mang theo dù không thì tan nát rồi Steve khi nãy bị ngã xuống vẫn kịp bám vào thân tàu nên chưa rơi xuống. Anh kêu Sam hãy đi đánh bỏ mẹ cái thằng dung lâu kia còn mình sẽ ở lại giải quyết con tàu cuối cùng này. Tộc trưởng bước vào phòng trung tâm thì đối mặt với người bạn trí cốt của mình. Anh cố thuyết phục Bucky nhưng anh ta đã bị tẩy não mất rồi. Không còn cách nào khác buộc Steve phải tẩn cho thằng bạn tỉnh ra. Ai ngờ bây giờ nó trâu bỏ quá cầm súng bắn cho anh tí hẹo. Anh đáp trả cố đẩy Bucky ra xa để gắn tấm thẻ mục tiêu vào trong nhưng đều không thành công. Thế là cả hai lại tiếp tục giao cấu đánh chán ở bên trên lại lôi nhau xuống dưới đánh tiếp, không may tấm thể rơi xuống tấm kính ở dưới con tàu. Bên này lão bộ trưởng nhân cơ hội mọi người không để ý đã kích hoạt xung điện trên bảng lệnh giết chết một người trong hội đồng. Nhờ đó mà lão có thể uy hiếp tất cả mọi người. Khi ấy Steve vẫn đang cố gắng giành lại tấm thẻ mục tiêu. Khuyên bảo không được anh liền dùng chìa khóa người rồi bẻ luôn tay của thằng bạn. Sau đó kẹp cổ khiến nó ngất đi rồi nhanh chóng cầm tấm thẻ chạy lên trên. Tưởng như sắp thành công đến nơi rồi thì anh lại bị bắn. Khi Bucky cầm súng bắn anh gục xuống. Ngay khi ba con tàu lên đến độ cao cần thiết, lão bộ trưởng liền ra lệnh chuẩn bị vũ khí và triển khai thuật toán. Vệ tinh ngoài trái đất nhanh chóng khóa tất cả mục tiêu. Số người bị chúng nhắm tới nhiều đến mỗi chiếm trọn bờ đông nước Mỹ. Nhưng ngay khi lão ta định khai hỏa thì đội trưởng đã thay đổi tấm thẻ kịp lúc. Lão cay rái vì chẳng thấy mục tiêu nào hiện lên trên màn hình. Đặc vụ hưu chiếm được quyền điều khiển liền chọn mục tiêu mới chính là ba con tàu sân bay này. Steve hạ lệnh cho khai hỏa mặc kệ mình còn đang ở trên đó, ba con tàu cứ thế mà xả đạn liên tục vào nhau. Thấy kế hoạch thất bại lão bộ trưởng tính bắt Natasha làm con tin để chìm én đi, nhưng không ngờ cô lại thử kích hoạt xung điện vào người khiến chiếc điều khiển của lão bị vô hiệu hóa. Nick trột chớp lấy cơ hội tiễn thẳng bạn mặt phụ khoa xuống suối vàng. Còn Natasha tỉnh lại nói giật thêm mấy phát nữa, một phát vẫn chưa đủ phê. Trên trời ba tàu khổng lồ bắn nhau tan hoang cả lên, đến khi không còn trụ nổi nữa chúng bắt đầu rơi xuống, chiếc đầu tiên rơi thẳng xuống rừng vũ khí của Siêu. Chiếc thứ hai thì va chạm với tòa nhà của tổ chức khiến tên Dung lâu ngỏm tại chỗ, Sam chạy muốn ỉa chảy để thoát ra khỏi nơi này. May mắn cho anh là Natasha và Nick Chột đã kịp thời phóng trực thăng đến đón. Còn trên chiếc tàu bay thứ ba thì Bucky đang bị đè bởi một cột sắt. Đội trưởng liền lao đến dồn cơ mông vận cơ đít cố gắng kéo thanh sắt cứu người bạn thoát ra. Nhưng vừa ra ngoài anh ta đã tặng cho Steve một đấm vào alo. Nam chính vẫn hết lời khuyên bạn trí cốt nhưng cái Bucky quan tâm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Steve không muốn đánh nữa liền vứt bỏ tấm khiên đi. Cậu nói tôi chỉ muốn cùng cậu đi đến cuối con đường. Đội trưởng đã khiến cho Bucky chợt nhận ra điều gì đó và dừng tay lại. Sau đó Steve rơi thẳng xuống dưới lòng sông. Mặc dù vẫn chưa lấy lại được ký ức nhưng Bucky vẫn cứu đội trưởng lên bờ rồi lặng lặng bỏ đi. Cuối phim những kẻ thù ác đã phải vào tù bóc lịch mỏi tay. Còn Steve vẫn nhớ nhung người bạn thơ ấu nên đã rủ Sam đi tìm Bucky. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. 3 năm sau khi đánh bại, chuyên gia khởi nghiệp Loki cùng với binh đoàn TLG. Biệt đội báo thủ lại tiếp tục tập hợp tấn công vào khu căn cứ của hai gia tại Sokovia. Tuy bọn lính này được trang bị công nghệ cao nhưng vẫn phải làm nền cho các siêu anh hùng tỏa sáng. Tho chỉ cần chơi tay không cũng khiến ối thẳng méo mặt. Đội trưởng mẽo vẫn phong cách lái khối phân lớn rồi dùng chiếc hiên để tấn công. Bé bự hút thì không cần phải bàn, cứ chọn mấy cái xe bọc thép mà quẩy cho sướng tay. Người sắt với kinh nghiệm lái các loại máy bay bà già nhanh chóng tiếp cận căn cứ của địch. Công nghệ nơi này tân tiến như vậy là do bọn chúng nghiên cứu cây quyền trượng của Loki mà ra, bên ngoài cả nhóm vẫn đang tích cực dọn dẹp đám lính cả đường. Còn bên trong căn cứ hai ra, tên cầm đầu sắc ra lệnh cho đàn em dùng hết tất cả hỏa lực tấn công vào nhóm Avenger vì tiếc tiền nên lão quân sư đã kêu hắn ta nên dùng cặp song sinh có siêu sức mạnh ra chặn tuy nhiên kẻ đứng đầu vẫn chưa muốn dùng lá bài tẩy của mình chắc hạ lệnh cho đám lính tấn công thành phố để phân tán lực lượng của nhóm siêu anh hùng tony liền phái binh đoàn người sắt đi sơ tán người dân không biết anh chàng ăn ở ra sao mà bị người dân ở đây ném đủ các loại thập cẩm vào mặt lúc này cặp song sinh đã lén tham gia vào trận chiến người anh ba chô dùng khả năng siêu tốc độ tấn công vào đội trưởng mẽo sau đó khiến cho đặc vụ ba tầng bị thương nặng tí nữ hẹo mọi người vẫn tiếp tục chiến đấu để dọn sạch bọn lính rác này. Đúng là người thường thì làm sao có thể ăn được những siêu anh hùng này đây. Chắc phải mang hàng vừa nóng vừa to vừa dài ra mới xử được. Nhưng khoan đã, một phát vẫn bay màu như bình thường. Anh sắt tiến đến phòng chỉ huy và giúp số lính trong đây được đắp chiếu ngay ngắn. Tỷ phú gửi chiếc áo giáp ra rồi ra lệnh cho trợ lý ảo canh gác. Anh sao chép tất cả dữ liệu của Shaker để mang về nhà nghiên cứu dần. Đúng lúc này, Tony phát hiện ra một cánh cửa bí mật bên trong là phòng thí nghiệm siêu hiện đại của hắn ta chúng thu thập xác những con quái vật trong binh đoàn chiaoji để nghiên cứu ngay khi định lấy cây quyền trượng anh đã bị phù thủy thôi miên anh nhìn thấy trong tương lai cả đội đều bị tiêu diệt chỉ còn mỗi đội trưởng đang nằm hấp hối Anh nhìn lên phía trên thì thấy binh đoàn CLG đang đi qua cánh cổng không gian như tinh thần mạnh mẽ nên anh đã lấy lại được tâm trí của mình. Tuy nhiên cặp song sinh lại không muốn tấn công mà để yên cho Tony mang cây quyền trượng rời khỏi. Bên ngoài bé bự hút quẩy sung quá nên vẫn muốn quẩy tiếp. Natasha thấy vậy liền chạm vào người khiến anh chàng sướng tê người trở lại hình dáng bình thường, trông to sắc vậy mà có vẻ hơi yếu. Mới sờ vào tay đã thế này rồi thì sờ vào cái khác thì sướng tê người luôn. Nhưng sờ vào mà bé đi thì hơi chán nhỉ, phải sờ vào nó to ra thì mới thích chứ. Bên này, đội trưởng Mẹo tìm được Shaker nhưng chưa kịp bắt hắn đi thì bị Wanda đánh lén ngã cắm đầu xuống cầu thang. Mặc dù không bắt được kẻ đứng đầu nhưng nhiệm vụ thu hồi lại cây quyền trượng đã thành công. Tony nói với Thor rằng anh muốn nghiên cứu cây quyền trượng này vài ngày trước khi nó được trả lại Aslan. Bé thỏ không ngần ngại đồng ý luôn, trở về tòa tháp ở Benjers. Bác sĩ xinh đẹp Helen cho từ Hàn Quốc đến điều trị cho ba tuần Tại đây, toàn đội cũng biết được chút ít thông tin về cặp anh em song sinh kia. Người anh có siêu tốc độ nhanh như cách người yêu đá bạn để đến với một mối khác ngon hơn. Cô em nguy hiểm hơn rất nhiều khi có thể điều khiển đồ vật hay tâm trí của con người. Lúc này, các bộ giáp người sắt của Tony quay trở về căn cứ để sửa chữa và cập nhật lại chương trình. Còn siêu xạ thủ được chữa lành bằng công nghệ siêu tái tạo Monandro. Ba tần vui vẻ chém gió với hai người đẹp là mình sẽ bất tử, nhưng chỉ là bị làm bằng nhựa thôi. Khi ấy Tony mời Helen đến dự tiệc cùng việc đội thích báo thủ, cô nàng ngượng ngùng hỏi bé Thỏ có tham dự không. Hôm sau tỷ phú cho tiến sĩ Banner thấy trợ lý ảo service của mình thông minh đến mức nào, nó giống như một người bạn đồng hành của anh vậy tiếp theo tony cho hiển thị hình ảnh sau khi phân tích cây quyền trượng banner vô cùng ngạc nhiên nói rằng nó giống như hệ thống thần kinh trong não con người thông qua cây quyền trượng tony muốn banner tạo ra một mạng lưới robot để chúng tự động bảo vệ thế giới và tiêu diệt các thế lực đen tối khác tiến sĩ cảm thấy việc này cũng hợp lý nên đã đồng ý giúp người sắt thế là hai người quyết tâm tạo ra một bất ngờ cho thế giới rất nhanh bữa tiệc chia tay tho cũng diễn ra ai lấy cũng đều nói cười vui vẻ banner không thích náo nhiệt nên tìm đến chỗ người đẹp để tâm sự Cô nàng liên tục thả thính về phía anh nhưng do là trai tốt nên anh ngượng ngùng không nói nên lời. Steve từ đâu còn nói với Banner rằng đừng để người ta phải chờ đợi. Khi bữa tiệc gần tàn, Thor đã thử thách mọi người nhấc chiếc búa của mình lên. Nếu ai nhấc được nó thì sẽ trở thành người Kassiaska. Nghe xong ai nấy cũng hào hứng đứng lên thử. Nhưng cho dù có gồng đến ỉa chảy thì cây búa vẫn không hề nhúc nhích. Húc cũng ra tấu hề một tí nhưng chả ai cười cả. Đến khi đội trưởng mẽo nhấc thử thì chiếc búa chuyển động khiến bé thỏ hoang mang. May mà Steve vẫn không nhấc được, hú hồn chim én luôn. Trong lúc cả nhóm đang vui vẻ chém gió thì đột nhiên một con robot bước đi như zombie xuất hiện. Hắn nói rằng mình mới vừa tỉnh giấc và đã hạ một người tốt. Hắn tự nhận mình chính là u chôn và sẽ thực hiện nền hòa bình do chính mình tạo ra. Việc đầu tiên mà hắn làm đó là điều khiển các bộ giáp người sát hạ những kẻ có sức mạnh. Cả nhóm không có sự chuẩn bị trước nên ở thế bị động. Banner nhanh chóng bay tới chay chắn cho Natasha nhưng anh lại vô tình úp mặt vào hai quả đồi mềm mại của cô một con robot đã thó mất chiếc quyền trượng rồi bỏ chạy. Lúc này mọi người mới tỉnh dựa và bắt đầu phản công đánh cho đám robot tan tành. Uchon nói rằng các người muốn bảo vệ thế giới nhưng lại không muốn thay đổi nó. Làm sao có thể thay đổi với những con rối như thế này? Tuy nhiên hắn đã kịp trốn thoát thông qua đường truyền Internet. Mọi thông tin của nhóm siêu anh hùng đều bị Uchon nắm bắt. Lúc này Tony mới biết người mà hắn hạ chính là trợ lý An Serif. Tho cho rằng toàn bộ chuyện này là do người sắt gây ra. Helen hỏi Tony là người đã tạo ra nó nhưng tại sao nó lại muốn hạ cả nhóm. Tỷ phú cũng chẳng biết tại sao, khi ấy đội trưởng đã đứng ra cổ vũ lấy lại tinh thần cho toàn đội. Chúng ta không biết thứ vừa rồi là gì nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đá tung đít nó lên. Cùng lúc đó, Uchon đã dùng căn cứ bỏ hoang của Striker để tạo cho mình một cơ thể mới. Hắn tìm đến cặp anh em song sinh vì họ đã cố tình để cho người sắt lấy đi chiếc quyền trượng. Rồi hắn dùng tài năng mùm mép của mình chiêu mộ thành công cả hai anh em theo phe hắn. Họ tin tưởng Uchon sẽ khiến thế giới tốt hơn nên đã kể lại toàn bộ sự việc năm xưa. Khi cả hai mới 10 tuổi một quả bom rơi xuống hại bố mẹ ngay trước mắt họ, quả bom thứ hai tiếp tục rơi xuống nhưng may mắn là nó không nổ. Trên quả bom có khắc dòng chữ Tony Stark để trả thù cho bố mẹ. Hai anh em đã tham gia vào tổ chức. Uchon hứa rằng sẽ tiêu diệt toàn bộ biệt đội báo thủ. Hôm sau, hắn gửi thông điệp đến cho cả nhóm. Bất kỳ kẻ nào dám cản đường hắn sẽ có một cái kết đầy đau đớn như vậy. Mọi người đoán được Uchon đang tìm kiếm điều gì đó từ sáp nhờ đó mà phát hiện hắn ta có liên quan đến một tên trùng buôn hàng nóng ở châu Phi. Trong tay hắn có một món đồ quý hiếm đến từ vương quốc Wakanda, đó là kim loại vibranium đến từ bên ngoài trái đất. Dưới vỏ bọc là một xưởng chuyên phá tàu biển để bán sắt vụn ở lục địa đen. Ông trùm đang cho sản xuất hàng loạt các loại tên lửa khác nhau. Hai anh em song sinh đã tìm đến đây trước một bước. Mồm lông nhận ra cả hai là người của Strapper nhưng hắn nói chỉ muốn làm việc với kẻ đứng đầu thôi. Khi ấy, U-chôn từ từ xuất hiện phía sau khiến mồm lông giật mình té ngã biết không có thể đối đầu nên hắn ta đã ngoan hoãn lấy vài thứ quý giá ra. tuy nhiên hắn vẫn đòi ít tiền để nuôi đàn em của mình. uchron chỉ cần hách nhẹ vào hệ thống ngân hàng là cả tỷ đô chuyển vào trong tài khoản của hắn. kết quả là bị uchron xin nhẹ một cánh tay vì tên này không muốn so sánh với tony. vừa mới nói xong thì người sát cùng đồng đội xuất hiện. đội trưởng bắt đầu trình bày về môn đạo đức cho hai anh em song sinh nhưng thất bại. rất nhanh một cuộc giao đấu ác liệt được diễn ra. uchron thì solo một trọi một với người sắt. Bé Tho và đội trưởng đấu với anh em song sinh và mấy con robot nhỏ, còn mùm lông cay giái cấp độ 7 sai người hạ hết tất cả. Trong khi Steve phải đối đầu với siêu tốc độ thì bé Thỏ bị Wanda thôi miên. Anh mạnh miệng tuyên bố tinh thần của mình không thể bị thôi miên nhưng đi được vài bước thì thấy có cái gì đó sai sai. Không chỉ có mỗi Tho bị rơi vào ảo giác mà cả quá phụ đen Natasha cũng bị đưa về ký ức đen tối lúc cô được đưa đi huấn luyện để trở thành sát thủ. Đến cả đội trưởng Mẹo cũng quay về thế chiến thứ hai. May mắn ba tần đã xuất hiện kịp thời tấn công và não bộ của Wanda để giải cứu mọi người, nhưng siêu tốc độ rất nhanh chóng đưa em gái thoát ra ngoài. Người sắt bên này thì đang choảng nhau với Uchon. Ngay lúc chuẩn bị kết liễu đối thủ thì hắn lại cảnh báo anh nên đi ngăn cản Bender thì tốt hơn. Tony cảm thấy có điều không ổn liền cho Uchon nổ tung rồi đi tìm tiến sĩ. Anh gọi cho cả đội hỗ trợ nhưng mọi người lúc này đang quay cuồng chưa tỉnh. Thế là anh triệu hồi bộ giáp khổng lồ mà anh đã chuẩn bị từ trước để phòng khứa người khổng lồ xanh mất kiểm soát bên này húc đang quậy tưng bừng khi bị các thanh sắt rơi xuống tạo thành một cái lồng kiên cố tuy nhiên bé bự tuy to xác nhưng không phải là một thằng ngốc húc sử dụng thuật độ thổ để thoát ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng tony xuất hiện với một bộ giáp chất hơn cả nước cất biết bé bự đã bị tha hóa tâm trí nên anh chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với người khổng lồ xanh cả hai đã tạo lên một trận chiến vô cùng mã nhãn nhưng hậu quả để lại đằng sau là vô số tòa nhà và các công trình công cộng bị phá hủy cả hai đấm vào nhau tạo ra sóng xung kích cực khủng thổi bay tất cả Hết cách Tony buộc phải đưa bé bự lên trời rồi dùng tòa nhà đang xây dở để chấn áp đối phương. Chẳng mấy chốc cả tòa nhà khổng lồ bốc hơi đến cái nịt cũ chẳng còn, tỉnh lại húc vô cùng ái ngại trước hậu quả mà mình gây ra. Nhưng vẫn bị Tony bổ thêm một đấm vào mặt để cho chắc ăn. Vì chuyện này gây ra tác động tiêu cực đến những người dân trên thế giới nên cả nhóm phải đến nhà của ba tầng để ẩn mình một thời gian. Tối đó chỉ huy Nick chột đến tìm mọi người và cho biết Uchon đang chế tạo Vibranium. Vô tình nhìn thấy hình vẽ một con bướm và hiểu ra thứ mà hắn ta đang cần. Đó chính là sự tiến hóa. Lúc này tại Hàn Quốc các công đoạn tái tạo cơ thể mới của Uchon sắp hoàn thành. Hắn gắn viên đá tâm trí vào trong cơ thể mới để gia tăng sức mạnh. Vì vậy, biệt đội thích thì báo thủ cần phải nhanh chóng lên đường ngăn chặn hắn ta lại. Tony đến nơi giữ mật mã phóng vũ khí hạt nhân. Anh đã giúp họ thay đổi mật khẩu mới để tránh bị tên Uchon kia kiểm soát được. Còn bên này, nữ bác sĩ xinh đẹp Helen đang gắn dây truyền dữ liệu của Uchon sang cơ thể mới. Lúc này, Wanda tò mò đến xem thì cảm nhận thấy hắn ta có ý định phá hủy trái đất. Đúng là cách tốt nhất để bảo vệ một thứ gì đó là phá hủy nó để khỏi phải bảo vệ. Lợi dụng lúc hắn ta không để ý, Wanda đã trả lại thần trí cho Helen. Nếu bác sĩ ngất dữ liệu chuyển sang cơ thể mới liền bị hắn tấn công, hai anh em song sinh niên cơ hội đó nhanh chóng bỏ chạy. Uchon ra lệnh cho đám robot đưa tất cả thiết bị rời khỏi đây. Khi đội trưởng đến nơi thì toàn bộ phòng thí nghiệm đã được di rời, chỉ còn lại Helen đang bị thương nằm một chỗ. Cô căn dặn sức mạnh thật sự nằm bên trong, không được cho nổ chiếc dương mà hãy mang nó đến cho Tony vì anh ta biết phải làm gì với nó. Trên chiếc phi cơ, ba tần đã phát hiện ra đám u chôn đã ngụy trang bằng một chiếc xe tải. Steve nhanh chóng tiếp cận chiếc xe nhưng anh không phải là đối thủ của hắn. Anh cố gắng câu giờ để mọi người đến hỗ trợ. Trong lúc đánh nhau, đội trưởng đã làm rơi chiếc khiên. Natasha phóng con khối phân lớn từ trên phi cơ xuống đường rồi tiện tay nhặt cái đầu bùi bị rơi giúp đồng đội. Nhìn cái cách lặng lách phóng xe chui thẳng vào gầm container vô liền ném chiếc khiên cho đội trưởng đánh nhau với u còn ba tầng trên phi cơ xả đạn liên tục vào hắn để dụ hai con robot nhỏ đuổi theo mình cho Natasha lẩn vào trong xe. Bọn chúng biết mình bị lừa vội vàng quay lại nhấc thùng xe bay lên không chung. Hai anh em song sinh thông qua TV biết được cuộc chiến đang diễn ra. Họ nhanh chóng đến chi viện cho đội siêu anh hùng để sửa chữa sai lầm của mình. Khi ấy, đội trưởng mẽo đang khô máu với u chôn trên một toa tàu, hắn phá hỏng hệ thống phanh khiến con tàu mất kiểm soát lao nhanh về phía trước. Steve liền ra hiệu cho Bai dùng siêu tốc độ dọn vật cản, còn Wanda thì dùng sức mạnh cố gắng dừng con tàu lại. Cuối cùng họ cũng đã thành công cứu người dân thoát khỏi thảm kịch. Natasha kích hoạt một quả bom rồi phóng bay qua chiếc Figo nhưng cô lại bị Uchon tóm được. Mặc dù rất muốn cứu đồng đội nhưng việc quan trọng lúc này là đưa chiếc dương đến chỗ của Tony. Tại căn cứ của Avenger, sau khi nhận được thân xác mà tên Uchon muốn tiến hóa, Tony không muốn phá hủy nó mà nhờ Banner đưa Travis vào thân xác này. Nhưng tiến sĩ lại sợ một tên Uchon thứ hai được sinh ra. Tony nói rằng đây chính là cơ hội duy nhất giúp chúng ta sửa chữa lại sai lầm của mình. Benner lại thấy hợp lý nên đồng ý giúp. Tại một nhà kho, Uchon đang tức lồng lộn vì bị thó mất cơ thể mới, thế là hắn phải tự mày mò lắp một cơ thể khác cho mình. Tên khốn này không hạ Natasha mà định dùng cô làm con tin. Cô nàng thông minh nhặt những thiết bị điện tử dưới đất tạo thành một máy phát tín hiệu để truyền vị trí của mình đến cho ba tầng. Bên này, quá trình truyền ý thức của Travis và cơ thể mới gần hoàn thành thì đội trưởng cùng hai anh em song sinh đến ngăn cản. Bay cho sử dụng tốc độ nhanh chóng ngắt dây cấp điện, lúc này bé Tho xuất hiện dùng chiếc búa thần triệu hồi sấm sét đánh thẳng vào chiếc dương, nhưng anh không phá hủy mà là cung cấp năng lượng cho nó. Khi ấy một cơ thể trần chuồng đỏ lỏng được sinh ra, anh ta mang trong mình siêu sức mạnh vô cùng to lớn. Tho nói rằng dạo gần đây anh thường hay mơ thấy một điều kỳ lạ và giấc mơ đó như một lời tiên đoán rằng Tony đã đúng. Anh chàng da đỏ khẳng định mình không phải là Ultron cũng không phải là Jarvis. Anh tự xưng mình là Vision và sẽ đánh bờm đầu cái thằng chôn để bảo vệ sự sống. Sau đó, đưa chiếc búa thần cho Thor khiến cả đám trố mắt ra ngạc nhiên. Không có gì lạ đâu, bình thường mà. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị các trang bị cần thiết cho trận đại chiến sắp tới. Rất nhanh cả đội đã có mặt tại Sokovia, lao vào trong sở cảnh sát nổ súng kêu mọi người di tản gấp. Wanda thì dùng khả năng điều khiển tâm trí khiến mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm, còn Thor và Banner đi xuống một căn hầm để tìm hiểu xem Ultron đang chế tạo cái quái gì. Thấy người mình thương bị nhốt ở đây, Banner lập tức phá cửa cứu nàng. Lúc này Tony đã phát hiện ra nơi ở của Utron, vừa thấy bạn cũ anh khen hắn dạo này phát tướng quá. Đột nhiên dưới đất trồi lên một thiết bị kỳ lạ, có vẻ như hắn muốn mang cả thành phố khổng lồ lên trên trời cho vui. chôn bắt đầu cho đám robot của mình bắn phá khắp nơi. Biệt đội thích báo thủ ra sức chặn chúng lại để bảo vệ cho người dân. Vision hiện thân định vô hiệu hóa bộ não của Utron như bất thành. Hắn tức giận liền kích hoạt thiết bị phân lô bán nền của mình. Ngay lập tức một vùng đất rộng lớn bị chia cắt rồi được đẩy lên trên không trung. Hắn cho rằng đây mới chính là tự do thật sự. Natasha đẩy Banner xuống dưới hố sâu để anh biến thành người khổng lồ xanh. Húc đưa nàng lên trên rồi cả hai chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới. Tony hiểu ra mục đích thật sự của Uchon. Hắn muốn biến thành phố này thành một khối thiên thạch khổng lồ để phá hủy trái đất. Vì vậy, mọi người phải nhanh chóng đưa toàn bộ người dân thoát ra khỏi đây. Đương nhiên là lũ robot không để họ thoải mái thực hiện kế hoạch được. Cả nhóm cố gắng tấn công bọn chúng để bảo vệ người dân. Trong lúc chiến đấu, Ba Tần đã cứu Wanda một mạng trong thấy. Cô xin lỗi vì mình đã gây ra chuyện này. Anh nói rằng ai cũng có lỗi và quan trọng chúng ta sửa nó như thế nào thôi. Thật ra là thấy đẹp nên mới nói vậy, chứ xấu thử xem có bị đánh cho phù mò không. Lấy lại được tinh thần Wanda hừng hực khí thế bước ra ngoài xé xác từng con robot một. Sau đó hội ngộ với anh trai để cùng cảnh sát tạo thành một hàng rào phòng thủ. Bên kia bé Thor và đội trưởng với kết hợp ăn ý hạ được khá nhiều kẻ địch. Uchon tức giận kéo bé Tho bay đến nhà thờ trung tâm, còn Tony đang bay xung quanh thành phố để lên phương án đối phó, nếu chạm vào thiết bị kia nó sẽ ngay lập tức thả rơi thành phố. Chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này đó là Tho sẽ đánh từ trên xuống còn anh sẽ tấn công từ dưới lên. Như làm như vậy sẽ hại những người dân còn sót lại. Đúng vào lúc mọi người đang tuyệt vọng không biết phải làm sao thì chỉ huy Nick chột đã lái siêu tàu sân bay đến hỗ trợ. Các tàu con được đưa ra bên ngoài để sơ tán người dân, đám robot định tấn công tàu mẹ liền bị Tony cùng Jojo tiêu diệt. Một con không biết thân phận xông thẳng vào phòng chỉ huy để quẩy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nick chột lô xuyên. Phía bên kia, U chôn cổ bé Tho rồi bắt đầu làm nhảm tự nâng bệ bản thân mình. Vision nghe thấy ngứa tai liền nện trong một búa bay cắm đầu vào tường. Trong lúc chiến đấu, Tony nghĩ ra được một cách đó là tạo lá chắn nhiệt để phá hủy. Vì vậy, cả đội phải khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân càng nhanh càng tốt. Các thành viên tập hợp lại chỗ thiết bị đẩy để ngăn chặn Uchon tắt nó đi. Khi ấy, Uchon cũng tập hợp toàn bộ số robot của mình lại đến tấn công. Hắn không tin số lượng áp đảo này có thể thua được mấy tên siêu anh hùng, rất nhanh trận quyết chiến được diễn ra. Mặc cho số lượng kẻ địch có đông cỡ nào thì mọi người cũng vẫn cố gắng chiến đấu hết mình. Cuối cùng đám robot đông như quân nguyên cũng bị tiêu diệt. Còn tên Utron thì bị mọi người hợp lực dùng sức mạnh phóng thẳng vào. Bé mự húc xông đến đấm cho một cái bay tít tận trời cao, đám robot thấy đại ca mình bị đánh liền hoảng sợ bỏ chạy nhưng chưa đi được bao xa đã bị bọn họ tiêu diệt không cho chúng sinh sản nữa. Lúc này, Ba Tần và cặp sinh đôi có nhiệm vụ không cho đám robot chạm tay vào thiết bị. Anh chàng siêu xạ thủ phát hiện vẫn còn bé trai bị lạc. Còn phía bên kia Húc và Natasha đang gần bị chạm vào nhau thì thằng khứa u chôn lái phi thuyền xả đạn vào hai người. Hắn còn bắn thẳng về phía cậu bé đi lạc, Ba Tần thấy vậy liền xoay lưng lại bảo vệ đứa trẻ. Nhưng chính Baytro đã hy sinh thân mình đỡ đạn cho họ. Biết anh trai đã ngỏm, Wanda đau khổ gào lên khiến đám robot tan biến thành cho bụi bé bự hút đưa người yêu đến nơi an toàn rồi tức giận nhảy lên phi thuyền ném thẳng hốn u chôn xuống dưới trong khi đó wanda tiến tới móc trái tim của u để trả thù cho anh trai nhưng do đã rời bỏ vị trí nên một con robot đã bỏ tới chạm tay vào thiết bị ngay lập tức toàn thành phố rơi xuống với vận tốc kinh hoàng tony thấy vậy vội vàng bay xuống phá hủy thiết bị phía bên dưới còn tho triệu hồi sấm sét tấn công phía bên trên vụ nổ khiến cả một thành phố khổng lồ tan thành cát bụi Lúc này, Natasha gọi cho Húc để kêu anh quay lại. Nhưng anh cảm thấy mình là một kẻ hay phá hoại, không thể kiểm soát được bản thân nên đã bay đến nơi xa nhất có thể. Kết phim Uchon chuyển ý thức vào một con robot định chim én chờ cơ hội phục thủ. Ai ngờ vừa trèo lên đã gặp Vision đang đứng đợi. Hắn vẫn cố gắng nói rằng thế giới này rồi sẽ sụp đổ mà thôi. À thế à, nhưng mà bạn sẽ không được chứng kiến cảnh đó đâu. Nói xong Vision tiễn hắn về mình cực lạc. Còn biệt độ thích báo thủ lúc này có thêm hai thành viên là phủ thủy Wanda và anh Jai Vision. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng Review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Ngày hôm đó, đám người kép tần nhận được một nhiệm vụ. Đối phương là một đám lính đánh thuê được trang bị vũ trang đầy đủ, bọn chúng cướp đi một loại vũ khí sinh hóa rất đáng sợ. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị rời đi thì Captain nhảy từ trên trời xuống, chỉ với hai ba đòn Captain đã nhẹ nhàng giải quyết mấy tên nhãi nhép này. Từ sau khi Wanda gia nhập Avenger đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia chiến đấu, không cần phải nghi ngờ gì cô trở thành người hỗ trợ mạnh nhất ở trong đội. Tên cầm đầu thấy không ổn chuẩn bị nhanh chóng rời đi, Black Widow lái mô tô xuất hiện một cách siêu ngầu, dựa vào kỹ năng chiến đấu cao siêu cô dễ dàng hạ gục mấy tên lính nhỏ. Kẻ cầm đầu muốn trốn thoát an toàn nên đã phân phó cho cấp dưới chia ra chạy. Lúc này, Captain cũng đã đuổi kịp đến, Falcon và Black Widow cũng đã cướp lại được vũ khí sinh hóa. Ở một bên khác, kẻ cầm đầu đột nhiên đánh lén Captain. Kết tần bị đánh không kịp trở tay nhưng anh điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, lập tức triển khai kỹ năng thành công lật ngược tình thế. Khi kẻ cầm đầu lột bịt mặt xuống hóa ra lại là Crossbone của phía Hira. Thời khắc thêm chốt Wanda kịp thời xuất hiện, cô ấy sử dụng phép thuật để khống chế thời gian nổ của bom. Sau đó lại sử dụng phép thuật đưa quả bom lên không trung phát nổ, kết quả lại không khống chế được tay đưa nó đến một tòa nhà bên cạnh. Sau khi chuyện này qua đi lập tức dấy lên sự khủng hoảng của người dân trên toàn cầu. Quốc vương của Wakanda công khai lên án Avenger nói rằng bọn họ là mối nguy của loài người. Rất nhanh, bên phía quân đội đã cử tướng quân Rose đến đàm phán. Rose là người đã lên kế hoạch cho từng trận đánh trong những năm này cho Avenger. Bắt đầu từ trận chiến của Avenger ở New York, bọn họ không chỉ phá hủy rất nhiều cơ sở hạ tầng, đồng thời còn gây nên thiệt hại về người. Trong số đó, nghiêm trọng nhất là chuyện xảy ra ở Sokovia. Cả một thành phố bị bọn họ càng quét cuối cùng nổ tung không còn lại gì. Rose nói do trong vòng 4 năm qua Avenger vẫn luôn hành động tự do không có ai giám sát, mời dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Hiện tại lãnh đạo 117 quốc gia trên thế giới cùng quyết định yêu cầu bọn họ ký vào hiệp định Sokovia, cũng đồng nghĩa sau này mọi hành động của Avenger đều bị liên hợp quốc quản lý. Sau khi Rose đi, mọi người thảo luận về hiệp định Sokovia. Kết tần kiên quyết phản đối hiệp định này bởi vì anh cảm thấy một khi ký vào hiệp định này thì từ nay về sau, Avenger sẽ trở thành một công cụ phục tùng cho người khác, mà Tony người không bao giờ tuân theo các quy tắc, lần này lại bất ngờ đồng ý ký tên vào hiệp định này, thế là Avenger chia thành hai phe. Một phe là đồng ý với ý kiến của Tony, phe còn lại là đồng ý với quan điểm của cấp trên. Khi hai bên xảy ra bất đồng về hiệp định này, Kết Tần nhận được một tin nhắn. Nữ thần Carter của anh đã qua đời rồi. Anh nâng quan tài của người mình yêu tiễn cô chặng đường cuối cùng. Mấy ngày sau tại một cuộc hội nghị của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, hội nghị này tổng cộng có 117 quốc gia tham dự. Lúc này quốc vương của Wakanda đang đứng ở trên mục tuyên bố về hiệp định Sokovia. Con trai của ông T'Challa đột nhiên cảm thấy có điều kỳ lạ. Tất cả nằm xuống. Cuối cùng T'Challa vẫn không thể cứu được cha của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình chớ thảm. Black Widow tiến lên ăn ủi T'Challa nhưng đối phương lại nói rằng anh sẽ tự tay giết kẻ thù. Lần này, Liên Hợp Quốc gặp chuyện bên phía cảnh sát nhanh chóng tra ra được video của nghi phạm. Người đó chính là anh em tốt của Captain Bucky. Sau đó, kết tần dưới sự trợ giúp của đặc công Saron tìm thấy nơi trú ẩn của Bucky. Nhưng khi anh tìm thấy Bucky, anh ấy lại nói chuyện nổ bom ở Liên Hợp Quốc không phải do anh ấy làm. Kết tần đương nhiên tin tưởng tất cả những gì anh ấy nói. Ngay lúc này, ai đó đã ném lựu đạn vào. Kết tần vội vàng lấy khiên ra che chắn, lúc này một đám người trang bị vũ trang phá cửa sổ xông vào. Bọn họ được cử đến đây để bắt giữ Bucky, nhưng để trở thành Winter Soldier vốn không dễ dàng. Bucky chỉ cần vài đòn đã nhẹ nhàng giải quyết kẻ đột nhập, thấy càng có nhiều người đến Bucky nhảy vọt lên. Vậy mà có thể nhảy thẳng lên tòa nhà đối diện, anh ấy đứng dậy nhanh chóng chạy đi. Lúc này một bóng hình đã xô ngã anh, người đó chính là báo đen, hai bên không nói lời nào mà lao thẳng vào đánh nhau. Báo đen dựa vào kỹ năng chiến đấu siêu hạng cộng thêm bộ đồ chiến đấu làm từ Vibranium. Bucky nhanh chóng không thể chống trụ tiếp. Lúc này một máy bay chiến đấu ngăn chặn chiến của hai người. Bucky thấy thế đá văng báo đen rồi xách ba lâu lên chạy đi, Báo đen bám sát đuổi theo không buông. Sau một màn rượt đuổi điên cuồng, ba người đều ngừng lại. Đồng thời lúc này một binh đoàn FBI cũng đã đuổi tới bao vây bọn họ lại. Báo đen lúc này cũng để lộ ra mặt thật của mình anh chính là quốc vương của Wakanda T'Challa. Sau đó Bucky bị nhốt vào trong nhà tù đặc chủng, khiên của Captain cũng bị thu hồi. Tony vẫn muốn khuyên Captain hãy ký tên vào hiệp định. Captain cũng có chút dao động, nhưng từ lời Tony nói anh biết được bọn họ đang giam lỏng Wanda. Captain lập tức nổi trận lôi đình, anh càng thêm kiên định với phán đoán của mình. Hai người cũng vì thế mà tách ra. Một bên khác bác sĩ tâm lý đang thực hiện đánh giá tâm lý cho Bucky. Kết quả cả một tòa nhà đột nhiên mất điện mà bác sĩ lại lôi một cuốn sổ từ trong ba lô ra anh ta đi đến trước mặt Bucky bắt đầu niệm thần chú. Lúc này Bucky trông giống một ác ma dần dần mất đi lý trí, kính chống đạn kiên cố bị Bucky đấm một phát bay luôn. Khi Captain và Falcon đến Bucky đã biến thành Winter Soldier, anh ấy tấn công mãnh liệt hạ gục Falcon chỉ với vài đòn. Captain muốn tiến lên ngăn cản nhưng Winter Soldier đã mất đi lý trí, đến cả Captain lợi hại cũng không thể đánh lại được. Captain America bị đấm một đấm rơi xuống dưới thang máy, sau đó Winter Soldier đánh tới. Tony trốn trong góc bắt đầu thay chiến giáp vì để ngăn cản Bucky đang phát điên. Lúc này Saron xông lên trước phối hợp với Black Widow tung một loạt nấm nấm. Nhưng dù là như vậy bọn họ cũng không phải đối thủ của Bucky. Mắt thấy Black Widow sắp lãnh cơm hộp, T'Challa kịp thời xuất hiện nhưng sau vài hiệp T'Challa cũng không còn sức chống nữa. Sau đó, Bucky đi lên sân thượng định ngồi trực thăng chạy trốn. Lúc này, Captain America cũng đuổi đến, tiếp đó cảnh phim kinh điển của Captain America tới rồi vì để ngăn cản Bucky chạy trốn Captain America dùng tay không giữ máy bay lại Bucky đột nhiên đập vỡ kính rồi bóp lấy cổ Captain America cứ như vậy cả hai người cùng trực thăng rơi xuống cuối cùng Captain America nổi lên trên mặt nước cứu lấy Bucky đợi lúc Bucky tỉnh lại lần nữa anh ta đã tỉnh táo hơn nhiều khôi phục lại tinh thần nhưng một số ký ức của Hydra vẫn còn sót lại trong tâm trí anh ta anh ta nói với Captain America những nguyên tờ social giống với anh ta vẫn còn 5 người. Trước đây, tên bác sĩ biết được vị trí của bọn họ từ chỗ của anh ta. Nếu như 5 người này đã bị đánh thức thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Captain America và chim ưng đang bàn bạc xem nên làm thế nào, chim ưng nghĩ đến một người có thể giúp đỡ. Mặt khác, tướng quân Rose chuẩn bị phái lực lượng đặc biệt đến bắt Captain America. Nhưng Tony biết rõ, dưa thối như anh ta căn bản là không cản được bọn họ, anh ta quyết định tìm một người giúp đỡ vì vậy anh ta đến nhà của một học sinh trung học người giúp đỡ của anh ấy chính là Peter Parker non nớt này mặt khác mắt ưng nhận được lệnh của Captain America đến cứu Wanda đang bị bắt nhốt Vision tất nhiên không đồng ý nhưng mắt ưng rõ ràng quá thông minh rồi anh ta đã thiết lập chiếc máy móc không chế Vision nhưng cuối cùng cũng phải nhờ Wanda dùng năng lực của mình để hai người trốn thoát lúc này captain america cũng đã nhận được sự giúp đỡ của đặc công saron saron đem đến cho anh ta một cái khiên xem ra captain america hoàn toàn đánh bại đối phương rồi lúc này mắt ưng thành công tụ họp wanda và captain america còn đem đến một trợ thủ mới không sai anh ta chính là người kiến khi scott nhìn thấy captain america vô cùng kích động được biết captain america là thần tượng của anh ta Captain America mặc đồ chiến đấu chuẩn bị ngồi trực thăng rời đi, nhưng Tony và Lord đã đuổi đến. Captain America nói với Tony, tên bác sĩ tâm lý đó mới chính là kẻ đứng đằng sau. Vẫn còn 5 người giống với Winter Soldier. Họ nhất định phải ngăn bọn chúng lại, nhưng Tony đã không còn thời gian nghe anh ta giải thích bởi vì tướng quân Rother chỉ cho anh ta 36 tiếng để đưa bọn họ về. Hiển nhiên quan niệm của hai người không giống nhau, khoảng cách cũng càng ngày càng lớn. Được thôi tôi hết kiên nhẫn rồi, bé cưng quần xịp. Tôi là Spider-Man là fan lớn của anh, được rồi để nói sau. Chính vào lúc này, mắt ưng dùng một mũi tên trực tiếp mở dây chói cho Captain America. Người kiến cũng hành động rồi, đánh cho nhện nhỏ không kịp trở tay. Một trận chiến lớn giữa hai bên là khó tránh khỏi. Nhện nhỏ lao vào sân bay ngăn hai người Bucky và chim ưng lại. Cậu có cánh tay kim loại ngầu quá người anh em. Từ đó dương quá và chim ưng liên thủ đối phó với nhện nhỏ. Không thể không nói sức mạnh và tốc độ của nhện nhỏ đều tuyệt vời dựa vào di chuyển linh hoạt đã hạ được hai người. Nhưng anh ta cũng nói nhảm vô cùng nhiều. Chim ưng nhân lúc không chú ý ấn công tắc, cứ như vậy nhện nhỏ bị đưa đi rồi. Một bên Captain America và Black Panther đánh nhau khi thế ngút trời. Mắt ưng và Wanda, mắt ưng bắn ba mũi tên. Tony còn muốn cười nhạo cách bắn này. Kết quả dây tiếp theo xét nghiệm thấy nhiều vết bầm tím. Lúc này người bên Captain America cũng đã tụ họp lại. Bọn họ chạy bắn mạng về phía máy bay. Đột nhiên một ánh sáng mạnh mẽ chặn mất đường đi của họ. Chặn bọn họ là chính là Vision. Lúc này người bên phía Tony cũng tụ họp lại cùng nhau. Nhìn tình hình này, trận chiến lớn giữa hai bên là khó tránh khỏi. Làm sao đây đội trưởng? Bạn không coi trọng tôi, chúng ta không còn là bạn bè từ đây. Bạn tốt từng kề vai sát cánh chiến đấu giờ đây lại tàn sát lẫn nhau. Trận chiến giữa Mắt ưng và Break Widow. Mắt ưng ít nhiều cũng sợ hãi, chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Còn Winter Soldier và Black Panzer thì đánh đến mỗi không nỡ rời ra lúc nhện nhỏ thong thả đu đưa tơ nhện, Captain America dùng khiên trực tiếp đánh anh ta rớt xuống. Trò chơi đó căn bản không phù hợp với quy định chỗ này. Con trai à, chuyện anh không hiểu nhiều quá rồi. Anh cũng khá dũng cảm đấy. Anh từ đâu đến? Queens, tôi ở Brooklyn. Một bên khác người kiến biến nhỏ trực tiếp chui vào chiến giáp của Tony. Tony đang đánh hương phấn thì sức mạnh trên bàn tay đột nhiên không còn nữa. Lúc anh ấy còn chưa hiểu chuyện gì, người kiến đã bắt đầu tự ý phá hoại. Friday lập tức khởi động hệ thống dập lửa mới ép được người kiến từ chiến giáp chui ra. Lúc này chim ưng đề nghị cứu tiếp tục kéo dài thế này không phải cách. Bọn họ cần có một hành động lớn đến yểm hộ kép tần America và Bucky rời đi. Người kiến xung phong xông ra tôi dẫn đầu, tôi dẫn đầu. Người kiến ấn vào nút bấm. Kết quả dây tiếp theo làm mọi người đều chết lặng. Ôi đệt, đứa nhỏ đó biến lớn rồi, nó biến lớn rồi. Giỏi thật thằng nhóc này. Đối mặt với kỹ năng hách này, Tony ngưỡng mộ vô cùng. Lót nhìn ơn cha man lớn như thế này quyết định nổ súng. Nhưng điều này đối với người kiến mà nói gần như không có một chút tổn hại nào. Thấy hai người Captain America sắp trốn thoát, Vision vội vàng bắn tia laser thử ngăn bọn họ lại. Thời khắc quyết định vẫn là Wanda thi triển phép thuật kéo dài thời gian sống cho họ. Vào giây phút cuối cùng hai người Captain America xông ra ngoài, kết quả Black Widow đã đợi từ lâu. Nhưng ai biết được Black Widow bắn chúng là Black Panzer phía sau Captain America. Dưới sự yểm hộ của Black Widow, Captain America và Bucky đã lên được máy bay rời đi thành công. Sân bay bên này, nhện nhỏ đã nghĩ ra một cách hay đối phó với người kiến. Hắn không ngừng quấn tơ nhện lên thân người kiến. Cuối cùng, dưới sự phối hợp của Tony và Lot thành công đánh bại người kiến người kiến cũng bấm nút trở về trạng thái bình thường. Có vẻ cú ngã này khá đau đối với anh. Tony lập tức đi lên xem tình hình của nhện nhỏ. Rõ ràng mắt nhện nhỏ đỏ lên, thả tôi ra, là người của mình. Wanda thì đã được Vision tóm được, lúc này chiếc phi cơ đã bay đi. Black Widow ở lại ngăn cản T'Challa tiếp cận chiếc phi cơ. Sau đó, Tony và Lot đuổi theo phi thuyền của Captain America. Chim ưng lập tức đi lên chi viện. Lot vội vàng xin sự giúp đỡ của Vision. Vision ngắm đúng vào cánh của chim ưng bắn một pháo laser ai biết đã bị chim ưng tránh kịp thời. Ngược lại bắn trúng chiến giáp của Lót. Lót bắt đầu rơi xuống nhanh chóng. Tony lập tức tiến lên ưng cứu, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lúc này chim ưng cũng vội đến xin lỗi. Kết quả bị Tony nã pháo cho ngã nhào. Chuyện này nói thật không thể trách chim ưng. Sau khi trải qua cuộc nội chiến lần này, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tổn thất nặng nề. Nửa người dưới của Lót bị bại liệt. Còn công sự kép tần America trở thành tội phạm truy nã. Lúc này trí tuệ nhân nhạy truyền tới cho Tony một thông tin quan trọng. Lúc này anh ta biết được kẻ đứng sau quả nhiên là tên bác sĩ đó. Hóa ra Captain America không hề lừa anh ta, người bị lừa chính là anh, anh rất thông minh rất vẫn bị người ta lừa. Mặt mũi nào để nhìn đồng đội đây, quả này thì ai còn xem anh là đồng đội nữa. Yes, Tiếp đó Tony đến nhà tù nhìn thấy những chiến hữu lúc xưa. Tony nhận thức được anh ta sai rồi. Anh ta bắt đầu hỏi chim ưng hướng đi của Captain America. Anh ta nói hết sự thật cho chim ưng. Bây giờ anh ta bắt buộc phải đi cứu viện Captain America ngay lập tức, tìm ra thủ phạm thật sự đằng sau. Sau khi biết được vị trí của Captain America, Tony lập tức lên đường. Lúc này tên bác sĩ đó sớm đã đến đích và bố trí xong một âm mưu to lớn ở đây. Khi kẻ thù của Iron Man dần mạnh mẽ, Tony cũng đang không ngừng nâng cấp chiến giáp. Lúc này hai người Captain America cũng đã tới điểm đến. Bọn họ bắt đầu đi vào trong một cách cẩn thận. Đột nhiên một cái cửa lớn chậm rãi mở ra. Người đến chính là Iron Man. Captain America còn tưởng Tony đến là để bắt hai người bọn họ. Tony nói với bọn họ anh ta đã biết hết sự thật. Captain America lúc này mới bỏ phòng bị. Sau đó ba người Captain America đến nơi làm thí nghiệm. Vốn tưởng đón tiếp bọn họ sẽ là năm Winter Soldier siêu mạnh, nhưng năm người này sớm đã bị Zemo giết hại. Hóa ra người nhà của Zemo đều đã mất mạng trong vụ Sokovia. Anh ta đem mọi chuyện đổ lỗi cho Avenger. Thế là anh ta dày công sắp đặt âm mưu này để cho những người của Avenger tàn sát lẫn nhau. Tiếp đó anh ta phát một đoạn video. Đoạn video này từ ngày 16 tháng 12 năm 1991. Trong video người bị tai nạn xe chính là cha mẹ của Tony. Lúc này Bucky đã bị Hydra khống chế nhìn thấy cha mẹ bị sát hại tàn nhẫn. Sự phẫn nộ trong lòng Tony đã đến cực điểm anh ta chất vấn captain america có biết chuyện này không đáp án đã quá rõ nhìn thấy người từng là chiến hữu vẫn luôn lừa mình tony không nhịn được nữa anh ta hạ gục captain america dễ dàng sau đó đánh nhau với winter soldier anh ta phát ra hai luồng từ lực khóa captain america lại tiếp đó anh ta kéo winter soldier ấn vào tường nhưng ai biết được cánh tay kỳ lân của chiến binh mùa đông lại kinh người như vậy cưỡng ép bóp nát quả pháo trong lòng bàn tay của tony captain america cố gắng thoát khỏi sự khống chế Nói với Tony đó không phải Winter Soldier thật sự, là người của Hydra đã khống chế anh ấy. Nhưng Tony đang bị thù hận xông đến não làm sao quản được nhiều như vậy nữa. Captain America lập tức nắm lấy đùi của Tony. Mấy cái khiên đã phá hủy hệ thống bay của Tony, nhưng dù là như vậy cũng không ngăn cản được một lòng muốn báo thủ của Tony hết cách captain america và tony vật lộn kịch liệt thấy captain america ở thế bất lợi winter soldier cầm khiên lên lập tức tham gia trận đấu sử dụng sức mạnh toàn thân cố gắng xé gò phản ứng trên ngực tony xuống vào thời khắc then chốt trước ngực tony giải phóng ra luồng sức mạnh mạnh mẽ tiếp đó sử dụng kỹ năng đánh ngang sức điên cuồng tấn công tony tony lập tức để friday phân tích chế độ tấn công của captain america sau khi nhận được số liệu tương ứng tony bắt đầu phản công anh ta tần chiến hữu cũ một trận đã đời anh ấy là anh em của tôi Tôi cũng từng, nhưng mặc kệ bị đánh thành ra thế nào. Captain America nhân lúc sơ ý nắm Tony giơ lên cao sau đó đập thật mạnh xuống đất. Sau đó ngồi lên người Tony đấm một trận không chút nể tình. Captain America đỡ người anh em tốt bắt kỳ định rời khỏi. Người sắt có vẻ bị thương rất nặng, nhưng có vẻ anh vẫn trụ được. Tony nói Captain America căn bản không xứng với cái khiên đó. Bởi vì cái khiên là do cha anh ta chế tạo ra. Vậy nên Captain America vứt cái khiên lại. Còn Zemo đứng đằng sau cũng bị Black Panther phát hiện thứ anh ta phải đón nhận là nửa đời sau ở trong ngục tù. Cuối phim Tony nhận được chuyển phát nhanh từ lão Lý. Anh là Tony Stark đúng không? Đúng, anh ấy đúng là Tony Stark. Ông đến đúng nơi rồi, sau khi mở đồ chuyển phát nhanh ra. Bên trong là thư xin lỗi của Captain America và một chiếc điện thoại. Bên trên viết nếu anh cần chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện. Còn Captain America cũng đi đến nhà tù nơi nhốt Avenger. Cứu các Avenger bị bắt nhốt, trong chứng phục sinh, Winter Soldier vì không để Captain America bị lợi dụng. Anh đi đến Wakanda, anh quyết định đóng băng chính mình. Captain America cũng tạm thời ở lại Wakanda, không biết đi đâu về đâu. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu sau khi Atlant bị quỷ lửa phá hủy, Thor dẫn những thần dân của mình di cư xuống trái đất để tị nạn. Trên đường đi không may bị Thanos và đám con nuôi của hắn tư diệt một nửa dân số. Trên tay hắn đã có viên đá sức mạnh lấy từ hành tinh Sanda. Hắn tóm lấy đầu của Thor và ép Loki giao khối lập phương Tesseract ra nếu không thì chuẩn bị đắp chiếu cho bé Thor. Nhìn thấy anh trai đau đớn, Loki đã không kìm lòng được mà lấy khối lập phương ra. Tuy nhiên đây chỉ là kế câu giờ cho bé bự húc lao đến nhưng hắn sở hữu viên đá sức mạnh nên nhanh chóng lật kèo đánh cho bé bự hút muốn về chầu ông bà. Tho cầm thanh sắt lao tới hỗ trợ cũng bị đạp cho bay ra một góc. tên phủ thủy Ebony liền điều khiển những thanh sắt để trói bé Tho lại. thấy tình hình không ổn, Hem đầu vội vàng dùng cổng không gian dịch chuyển hút trở về trái đất. ông nhìn bé Tho một lần cuối rồi bị quái vật tím Thanos sát hại. lúc này tên phủ thủy đã lấy được khối lập phương và giao lên cho cha nuôi. Thanos lấy tay bóp nát khối lực phương để lấy viên ngọc bên trong ra. Đây chính là viên đá không gian. Còn hai viên đá vô cực khác đang ở trái đất nên quái vật tím đã sai các con đi tìm và mang về hành tinh Titan cho mình. Lúc này, chuyên gia khởi nghiệp Loki dùng tài múa mỏ của mình để xin một chân làm cố vấn quân sự, bởi vì anh có kinh nghiệm thực chiến dưới trái đất nên sẽ giúp ích cho hắn ta rất nhiều. Hóa ra đó chỉ là cái bẫy để Loki cầm dao đâm nén Thanos. Với kinh nghiệm sống của Thanos thì Loki đã bị bắt bài sẵn rồi. Quái vật tím thẳng tay bóp ngòm Loki rồi ném xuống trước mặt Thor, anh đau khổ và thét trong tuyệt vọng. Quái vật tím dùng viên đá sức mạnh phá hủy con tàu rồi đưa đám người của hắn rời đi. Con tàu không gian phát nổ đẩy bé thỏ trôi giặt khắp nơi trong vũ trụ. Lúc này, người khổng lồ xanh bị rơi xuống thánh đường ở New York. Doctor Strange và Wang không hiểu sao anh ta mất tích mấy năm trời rồi lại được ngờ xuất hiện bằng cách này. Banner hoảng hốt cảnh báo quái vật tím đang dẫn người đến trái đất. Trong khi đó, tỷ phú Tony cùng với cô nàng Pepper đang đá lưỡi thì bị bác sĩ Strange phá đám. Ông kêu Tony phải đi gấp vì thế giới đang gặp nguy hiểm. Trở lại thánh đường, Wang lý giải về 6 viên đá vô cực gồm thực tại, sức mạnh, không gian, linh hồn, trí tuệ và thời gian. Chúng được tạo ra sau khi vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ. Ai sở hữu được 6 viên đá này sẽ có quyền năng vô hạn. Banner nói rằng Thanos đang truy tìm 4 viên đá còn lại hắn là một nhà quy hoạch dân số khi đi đến hành tinh nào cũng từ diệt một nửa. Nếu hắn sở hữu đủ số đá trong tay thì nửa dân số vũ trụ sẽ bay màu theo đúng nghĩa đen. Vì vậy việc cần làm là bảo vệ viên đá thời gian trong tay của bác sĩ Strange và viên đá trí tuệ Vision sở hữu. Tony lấy điện thoại ra liên lạc với đội trưởng mẽo để hỏi tung tích của Vision nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Đúng lúc đó, anh cảm nhận được chuyện chẳng lành bèn mở cửa bước ra. Con tàu khổng lồ của Thanos đang hạ cánh đúng trái đất khiến người dân sợ hãi bỏ chạy. Peter phía bên kia cũng cảm thấy nguy hiểm. Cậu nhanh chóng mặc bộ đồ nhện nhỏ rồi lên đường giúp đỡ các siêu anh hùng. Bác sĩ Strange dùng phép thuật để giảm thiểu thiệt hại khi con tàu va chạm với mặt đất. Hai đứa con nuôi của Thanos bước xuống, sủa luôn mọi người ra nộp viên đá vô cực ra. Đáp lại ngay là, có Co cái con cặc tao nhé. Banner cố gắng gọi húc xuất hiện nhưng gồng thấy má ơi mà vẫn không được. Hết cách Tony phải đứng ra chiến đấu. Bộ giáp mới của anh được làm bằng nano nên không phải lắp giáp tốn thời gian như trước nữa anh tập hợp vũ khí bắn tung tóe tên to xác nhưng tên phủ thủy ebony này mới là kẻ lợi hại hắn có thể điều khiển mọi thứ để tấn công bọn họ vì banner không thể hóa khổng lồ lên bác sĩ strange đã đưa anh rời khỏi cuộc chiến tony lao lên định tấn công ebony nhưng lại bị tên to sát đánh cho cắm đầu xuống đất tên này được trang bị rất nhiều vũ khí khủng nên rất khó đối phó khi ấy nhận nhọn đã có mặt kịp thời lên ném chiếc xe vào đầu hắn bên này cuộc chiến giữa những phủ thủy tối cao diễn ra ác liệt tuy nhiên tên này cũng không phải dạng ai muốn bắt nạt cũng được hắn được mệnh danh là đứa con mạnh nhất của Thanos nên đã nhanh chóng lật ngược thế cờ ép bác sĩ vào tường. Tức giận hắn chói bác sĩ Strange lại rồi đưa lên phi thuyền để giải quyết sau. Mặc dù có sự giúp đỡ của nhện nhọ, nhưng cả hai bác cháu đều bị ánh sáng của con tàu hút lên trên, đúng là nhọ khi gặp nhện nhọ. Bên này, Wang mở cánh cổng không gian đưa tên to xác đến một nơi khác rồi xin nhẹ bàn tay của hắn. Tony nhanh chóng đuổi theo con tàu, thấy Peter đang rơi xuống anh liền gọi một bộ giáp từ căn cứ đến hỗ trợ nhện nhọ nhưng anh không cho thằng bé tham chiến hạ lệnh cho bộ giáp đưa Peter trở về. Tony dùng tia laser khoét một lỗ trên thân con tàu rồi tiến vào trong. Tuy nhiên Peter lại không nghe lời ông chú mà quyết định đi theo mọi người. Ebony vẫn chưa biết chuyện gì nên điều khiển con tàu tăng tốc quay về hành tinh Titan. Sau khi tạm biệt Quang, Banner nhặt được chiếc điện thoại của người sắt liền liên hệ với đội trưởng Mẹo. Đâu đó ngoài vũ trụ, nhóm vệ binh ngân hà đang bay đến chỗ tín hiệu cầu cứu của một con tàu nào đó khi đến nơi họ thực sự hoảng khi thấy xác người nhiều vô số đột nhiên có một cơ thể bay thẳng vào phi thuyền thì ra đó là Thor và anh vẫn chưa ngỏng, tỉnh lại bé thỏ được mọi người cho ăn uống tại đây anh cũng biết được rằng cô nàng da xanh gamora chính là con gái nuôi của thanos tuy nhiên anh không tức giận mà tỏ ra đồng cảm khi biết cô là người sống sót cuối cùng trên hành tinh của mình Thor dự đoán quái vật tím sẽ đến hành tinh nao ơ để chiếm đoạt viên đá thực tại từ nhà sưu tập đá titan vì vậy mọi người chia làm hai hướng Thọ cùng người cây Groot và Rocket đi đến Nidavania để tạo ra vũ khí mới chống lại Thanos. Những người còn lại đến Knowhere để ngăn cản quái vật tím lấy được viên đá. Lúc này, Vision và Wanda đang sống cùng với nhau. Viên đá tâm trí trên trán đang cảnh báo cho anh biết sắp có chuyện kinh khủng xảy ra. Cả hai thấy thông báo trên TV nói về vụ tấn công ở New York. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt đâm lén Vision, rồi dùng cây giáo muốn móc viên đá ra ngoài. Wanda liền đánh bay kẻ địch để cứu người yêu. Cô nhanh chóng chữa vết thương cho anh, nhưng tên quái dị kia đã quay lại và kéo Vision đi nơi khác. Anh cố gắng phản công nhưng vì đang bị thương nên không phải là đối thủ của hắn. Phía dưới Wanda đã bị Midnight tấn công nhằm cản đường cô. Tuy nhiên ả cũng chỉ trụ được vài phút trước khi bị người đẹp bón hành trong ngập mùm. Sau đó cô bay lên trên đánh cho tên quái dị kia đến má nhận không ra. Trong lúc lơ là cặp đôi bị bắn lén văng xuống một ga tàu, cứ tưởng fan này xác định ngỏm ở đây thì phía xa một cái bóng quen thuộc xuất hiện. Không ai khác đó chính là đội trưởng mẽo anh cùng nàng đặc vụ Natasha kết hợp tấn công đám quái dị để cứu đồng đội. Rất nhanh mấy đứa con nuôi của quái vật tím thất bại ê e chề vừa bỏ chạy tụt cả quần. Cả nhóm lên phi cơ quay trở lại căn cứ Avenger. Cùng lúc này Gamora nhớ lại ký ức đau buồn khi hành tinh của cô bị Thanos thảm sát. Nhìn thấy cô bé rất có tiềm năng để trở thành một chiến binh nên hắn ta đã tha mạng và nhận nuôi Gamora. Quái vật tím tặng cô bé một con dao và dạy cách cân bằng nó. Còn phía bên ngoài, chủng tộc của cô đã bị sát hại không sót một ai. Hiện tại cô vẫn đang giữ cây dao để chờ ngày báo thù cho đồng bào. Gamora nhìn qua Stalos và cầu xin anh hãy hạ mình nếu cô bị Thanos bắt. Bởi vì cô biết một bí mật liên quan đến vận mệnh của thế giới, Stalos đành phải thề độc để bảo vệ người yêu. Rất nhanh nhóm vệ binh Ngân Hà đã đến hành tinh Nao Ơ, nơi này hoang tàn giống như vừa bị phá hủy vậy. Mọi người đi thám thính tình hình thì bắt gặp Thanos đang ép Vision giao ra viên đá thực tại. Gamora không giữ được bình tĩnh lao đến tấn công bất ngờ khiến hắn ta khụy xuống đất mà ngỏm. Tuy nhiên đó chỉ là một cú lừa đến từ vị trí của quái vật tím. Hắn ta đã sử dụng viên đá thực tại để tạo ra một không gian ba chiều khác, chứng còn đòi khôn hơn vịt à, làm gì có chuyện đó hả con gái ta, con bị ta lừa rồi. Sau đó, cắt khúc hai người trong nhóm vệ binh thành nhiều hình dạng khác nhau. Stalus cầm súng đe dọa Thanos phải thả Gamora ra, nhưng cô lại kêu anh hãy hạ mình như đã hứa. Vì sự an nguy của vũ trụ không còn cách nào khác anh phải nổ súng, nhưng đạn thì không thấy chỉ thấy mỗi bong bóng bay ra. Thanos không hạ bọn họ mà dùng viên đá không gian đưa Gamora về hành tinh Titan, hai người còn lại cũng trở lại hình dáng ban đầu. Cùng lúc này tại chủ sở Avenger, những siêu anh hùng cuối cùng cũng đã tập hợp lại với nhau. Tiến sĩ Banner xuất hiện khiến Natasha không tin vào mắt mình. Anh kể cho mọi người biết về kế hoạch định hình lại dân số vũ trụ của quái vật tím. Vision cho rằng nên phá hủy viên đá trí tuệ trên trán anh. Người đủ sức mạnh làm được việc đó chỉ có Wanda mà thôi. Nhưng cô không đồng ý làm việc này, Banner nói rằng vẫn có cách tách viên đá ra khỏi người Vision mà không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế là mọi người nhanh chóng di chuyển đến vương quốc Wakanda để nhờ giúp đỡ. Ở đâu đó ngoài vũ trụ, Ebony dùng vô số mảnh băng nhọn đâm vào người bác sĩ Strange để ép ông giao viên đá thời gian ra. <laughs> Tony ở gần đó đang tìm cách cứu bác sĩ thì thằng cháu nhện nhọ lù lù xuất hiện. Anh kêu Peter nên quay trở về vì nơi này rất nguy hiểm. Cậu nhóc nói rằng cháu sẽ không thể làm một người hàng xóm tốt bụng nếu xung quanh không còn một ai. Thấy cũng hợp lý nên Tony đành chấp nhận cho Peter theo. Sau đó, anh xuất hiện sau lưng tên phủ thủy xấu ra rồi bắn thủng một lỗ trên tàu. Áp suất trên lịch quá lớn đã hút Ebony bay ra bên ngoài. Bác sĩ Strange cũng bị hút theo nhưng Peter đã xuất tinh kịp thời giữ ông lại. Ba người họp bàn kế hoạch tiến đến hành tinh Titan để triệt hạ quái vật tím. Bên này, Thanos đang làm mọi cách để dụ dỗ Gamora chỉ nơi cất giấu viên đá linh hồn. Thanos liền mang Nebula treo lên để uy hiếp cô, thấy người chị em của mình đang gặp nguy hiểm nên Gamora đành phải nói ra nơi cất giấu viên đá linh hồn. Trở lại với Thor, anh đang trên đường đến lò rèn của vũ trụ, chôn luôn thấy bé thỏ bị mất một bên cửa sổ tâm hồn nên đã tặng cho anh một màn hình mới. Thor hạnh phúc gắn nó vào ngay nhưng quên vệ sinh sạch trước khi dùng. Rất nhanh họ đã đến được nơi cần đến, nhưng trước mắt họ là một hành tinh không còn dấu hiệu của sự sống rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra với nơi này. Lúc này, Rob phát hiện một cái găng tay giống với cái của Thanos. Đột nhiên một người lùn xuất hiện tấn công bé thỏ. Mặc dù gọi là người lùn nhưng anh ta bự gấp vài lần bé thỏ. Ichi đổ lỗi cho Asga đã không bảo vệ cho họ theo đúng hiệp ước, nhưng mà đến Asga còn bị phá hủy thì làm sao bảo vệ được ai. Ichi nói rằng Thanos đã đến đây để ép người lùn tạo ra găng tay vô cực, nhưng khi rèn xong hắn đã hạ tất cả người lùn trên hành tinh này hắn để cho Ichi sống sót nhưng lại chặt hai bàn tay của anh ta để không thể rèn vũ khí được nữa. Tho phẫn nộ nói rằng chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt tên quái vật tím khốn nạn đó. Ichi dẫn mọi người đến lò rèn vũ khí nhưng ngọn lửa của nơi này đã bị tắt. Vì vậy, nhiệm vụ của bọn họ là đánh thức ngôi sao lùn đang hấp hối. Bé thỏ buộc sợi dây vào phi thuyền để cho rocket tăng hết tốc lực kéo các vòng xoay. Rất nhanh những khối băng kìm hãm đã vỡ vụn. Ngôi sao lùn rực cháy trở lại chiếu một nguồn năng lượng cực mạnh về hướng lò rèn. Tuy nhiên, chiếc điều khiển ánh sáng để nấu chảy kim loại đã bị mất. Tho quyết định dùng bản thân mình để mở cánh cổng đó nhận ánh sáng. Người luôn cảnh báo anh có thể sẽ ngỏm vì làm như vậy. Bé thỏ không quan tâm liền mở cánh cổng để cho ánh sáng xuyên qua. Lo gen khổng lồ đã tắt lại rực cháy trở lại. Ngay khi kim loại được tan chảy thì Ichi cũng bắt đầu tạo hình cây búa. Lúc này thỏ không chịu nổi nữa liền rơi xuống đất bất tỉnh. Còn bên này người cây rốt đã hy sinh cánh tay của mình để làm cán. Giờ đây vũ khí mạnh nhất vũ trụ đã được ra đời bên kia phi thuyền của Thanos do người sắt điều khiển đã đến được hành tinh Titan. do không biết hạ cánh thế nào nên bác sĩ Strange phải dùng phép thuật để bảo vệ mọi người khỏi vụ va chạm. đồng lúc này nhện nhọ cảm nhận được có gì đó đang đến. quả lựu đạn phát nổ khiến ba người văng ra xa, hóa ra nó là của nhóm vệ binh ngân hà. bọn họ tưởng cả ba là người của Thanos nên tấn công trước cho chắc cú. hai bên lao vào do đấu nhau ác liệt. nhóm vệ binh trông phèn chứ vậy mà cũng ngang tài ngang sức với nhóm siêu anh hùng. Star Lord không chế nhện nhọ thì Tony cũng không chế ngược lại ra sau một hồi đấu võ miệng, họ chợt nhận ra mình cùng chung một thuyền. Lúc này Tony lên kế hoạch khi tên quái vật tím trở về tất cả sẽ hợp sức lấy chiếc găng tay vô cực. Bác sĩ Strange ngồi một bên dùng viên đá thời gian để đọc tương lai của trận chiến này. Và thật may mắn chúng ta có một cơ hội chiến thắng trong 14 triệu viễn cảnh có thể xảy ra. Trong khi đó, Thanos đã dẫn Gamora đến hành tinh vô miền nơi cất giấu viên đá tâm linh, cả hai nhanh chóng gặp được đầu lâu đỏ. Và ông ta đã từng có một viên đá trong tay. Tuy nhiên, sợ đỏ nguyên rủa nơi đây ông ta chỉ dẫn người khác đến lấy kho báu mà ông không bao giờ được nắm giữ ông ta nói rằng muốn lấy viên đá thì phải mất đi một thứ mà mình yêu thương nhất linh hồn đổi lấy linh hồn gamora cười lớn vì cô cho rằng thanos là một kẻ máu lạnh không biết yêu quý ai bao giờ nhưng không ngờ hắn ta lại đang rơi lệ vì cô chính là người mà hắn yêu thương nhất gamora định dùng dao để tự sắt nhưng con dao đã biến thành bong bóng thanos nói lời xin lỗi rồi đẩy con gái xuống đáy vực và hắn ta có viên đá vô cực thứ tư Hắn bất chấp cả người yêu thương nhất vì quyền năng. Lúc này tại trái đất, nhóm Avenger đã đến được vương quốc Wakanda. Đích thân đức vua Tichaka cũng là chiến binh báo đến ra tiếp đón bọn họ. Cô em gái của đức vua tuy còn nhỏ như là một nhà khoa học tài năng. Sau khi quét toàn bộ cơ thể của Vision, công chúa Suri nói rằng nếu muốn lấy viên đá tâm trí ra ngoài thì cần rất nhiều thời gian. Khi ấy, nữ tướng Oko phát hiện một vật từ ngoài hành tinh đang xâm nhập vào trái đất. Đó chính là đội quân do Thanos cử đến để lấy viên đá. Một chiếc phi thuyền rơi vào máy vòng bảo vệ liền phát nổ ngay lập tức, những chiếc còn lại sợ quá hạ ở bên ngoài cho an toàn. Báo đen hạ lệnh cho toàn bộ quân đội chuẩn bị chiến đấu rất nhanh quân đội hoàng gia wakanda đã xuất kích banner sử dụng bộ giáp khổng lồ của người sắt nhưng đang tung tăng bay nhảy lại vấp vẩy cục đá ngã cắm mặt xuống đất bên ngoài hai đứa con của thanos đang dàn trận để phá hủy mái vòm bảo vệ trước khi đánh nhau thì phải đàm phán tí đã đàm phán cái con cặc gì đánh ư ừ thì đánh chắc tao sợ mày chắc thả chó tấn công bọn này cho chị ngay lập tức midnight lệnh cho binh đoàn quái vật lao lên bọn này giống cảm tử quân cứ liều mạng xông qua kết giới với số lượng còn đông hơn cả quân nguyên chúng chia nhau ra bao vây xung quanh báo đen thấy vậy liền ra lệnh mở một phần mái vòm để hạ chúng từ từ những chiến binh cũng đã chuẩn bị cho một cái chết đầy vinh quang nhất kết giới vừa mở quân địch liền ổ ạt tràn vào bên trong như kiến vỡ tổ trận chiến long trời nở đất diễn ra ác liệt Bombay. 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 mặc dù cố hết sức để chiến đấu nhưng đám quái vật này không những đông mà còn khỏe chúng nhanh chóng áp đảo hoàn toàn chiến trận khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu xuống trái đất bé thỏ xuất hiện cầm cây búa mới nhờ đó mà mọi người lấy lại được tinh thần tiếp tục chiến đấu với hàng nóng ở trong tay anh nhanh chóng nện một búa sấm sét xuống đất khiến quân địch đổ gục luôn sau khi có trong tay viên đá linh hồn thanos liền trở lại titan để đoạt viên đá thời gian của bác sĩ strange hắn dùng viên đá thực tại cho mọi người thấy cảnh hành tinh của mình khi chưa bị phá hủy quái vật tím nói rằng titan cũng giống rất nhiều hành tinh khác có quá nhiều miệng ăn trong khi nguồn tài nguyên thì không phải vô hạn để tránh bị tự diệt hắn đã tiêu diệt một nửa hành tinh bác sĩ strange liền đứng dậy phản đối kế hoạch tiêu diệt một nửa vũ trụ Thanos nói rằng nếu có đủ 6 viên đá ta sẽ thực hiện nó chỉ bằng một cái búng tay. Bác sĩ hỏi sau đó ngươi sẽ làm gì? Đang mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp thì bị Tony đẩy một cột trụ lớn đè xuống. Tuy nhiên hắn ta có thể dễ dàng phá vỡ tảng đá bằng găng tay vô cực. Biết đó chính là nguồn sức mạnh của quái vật tím nên toàn đội hợp lực tấn công không cho hắn có cơ hội sử dụng chiếc găng tay. Phải khổ sở lắm mới có thể khống chế được tâm trí Thanos, 6 7 con người mới có thể giữ chân được Thanos, đúng là căng như dây đàn. Phối hợp quá ăn ý giữa các siêu anh hùng và các anh hùng vệ tinh không biết họ có ngăn cản được thanos không nữa lúc này cô nàng man hít vô tình cảm nhận được hắn đang đau khổ tột độ staros biết hắn đã hạ cam uralin liền nổi điên thay vì lấy chiếc găng tay ra thì anh lại đi đường quyền liên tiếp vào mặt hắn thế là thanos tỉnh lại đánh cho cả đám sấp mặt giờ đây không còn ai có thể ngăn cản nổi hắn nữa rồi ngay cả người sắt với công nghệ nano tạo giáp cũng bị bón thành Ngay khi Thanos định kết liễu tỷ phú thì bác sĩ Strange đã cầu xin hắn tha mạng cho người đồng đội, đổi lại ông sẽ giao viên đá thời gian cho hắn. Giờ đây quái vật tím đã có được 5 viên đá vô cực. Hắn lập tức mở cổng không gian đến trái đất để lấy viên đá cuối cùng. Khi ấy, công chúa Suri đang sắp xếp lại các dây thần kinh cho Vision. Còn ở bên ngoài đám quái vật càng lúc càng đông, trôn luôn cùng chiến binh mùa đông phối hợp khá ăn ý với nhau. Đội trưởng mẽo với bé Thảo cũng hợp lại thành một cặp. Tiện thể giới thiệu luôn anh bạn người Kagroth. Đúng lúc này một cỗ máy đào đất khổng lồ xuyên qua khỏi kết giới. Wanda thấy vậy liền nhảy xuống tham chiến. Cô dùng sức mạnh của mình nhấc bổng các bánh xe lên rồi ném thẳng vào lũ quái vật. À Midnight nhanh chóng liên lạc cho đồng bọn tràn và lấy viên đá vô cực. Nhưng hắn ta ngay lập tức bị Vision lôi ra bên ngoài. Banner nhận được tin liền chạy đến chi viện cho người bạn. Tuy nhiên, tên to xác đã chặn anh lại rồi kéo anh ra một góc để đánh nhau. Hắn dùng búa chặt đứt một cánh tay người máy. Tình hình nguy hiểm Banner gọi húc ra hỗ trợ nhưng bé bự sợ bị đánh không dám xuất hiện không dùng chân tay được thì dùng đến não vậy anh dùng cánh tay robot chói hắn lại rồi khởi động tên lửa kéo kẻ địch lên trên mái vòng rất nhanh tên to xác đã bị nổ tan thành cho bụi bên kia vision không đánh lại tên quái dị nên bị hắn xuyên cho một phát đội trưởng đến kịp lúc giải nguy cho đồng đội hắn ta không phải dạng vừa khi có thể đánh trên cơ cả đội trưởng lẫn vision đang định ép steve ngạt thở thì đột nhiên bị ngọn giáo đâm xuyên người thì ra chính vision đã kết liễu tên quái dị này bên kia bé thỏ đã quét sạch đám lính lác còn lại cuộc chiến gần như sắp kết thúc Đúng lúc này Thanos xuất hiện, mọi người trong nhóm Avenger lên tấn công nhưng không một ai có thể động vào cơ thể của hắn. Thấy tình hình bất lợi nên Vision mong muốn Wanda lấy hòn đá khỏi chán anh rồi phá hủy nó. Wanda dùng hết sức để phá hủy viên đá trí tuệ, những người còn lại cố gắng liều mạng để cản bước tiến của Thanos. Rất nhanh phòng tuyến cuối cùng là đội trưởng cũng thất thủ, quả này thì là hết game rồi, còn đánh đấm gì nữa. Wanda khi ấy cũng đã phá hủy được viên đá, nhưng điều mọi người không ngờ tới đó chính là quái vật tím có viên đá thời gian hắn quay ngược lại khoảnh khắc Vision chưa ngỏm để lấy viên đá trí tuệ. Đúng là không ngờ có trường hợp này luôn. Cuối cùng hắn cũng đã có đủ 6 viên đá trong tay. Đột nhiên lúc này từ trên trời tia xét cực mạnh hướng thẳng tới Thanos. Thor đã ghim thẳng búa vào lồng ngực. Tuy nhiên hắn nói lẽ ra anh nên ngắm vào đầu hắn mới phải. Quái vật tím đưa tay lên búng một phát đã thấy mình ở cảnh khác. Cô bé Gamora hỏi ông đã mất bao nhiêu để hoàn thành mục đích. Thanos buồn bã trả lời ta đã mất tất cả. Trở lại hiện tại cánh tay của hắn ta đã cháy đen sau khi thực hiện cú búng tay. Hắn nhanh chóng mở cổng không gian chim én, ngay sau đó là một nửa sinh mạng trong vũ trụ tan biến vào hư vô. Ngay cả những siêu anh hùng cũng không thoát khỏi cái kết đầy bi thương này trên hành tinh Titan. Tony đau khổ nhìn những người đồng đội vừa chiến đấu với mình đang biến mất trước mắt. Vậy những người còn sống sót sẽ tiếp tục chiến đấu hay cúi đầu chịu thua số phận? Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bóng Review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu sau cuộc chiến vô cực cụ tổ Thanos thực hiện cái búng tay, kết quả là bay màu ngẫu nhiên một nửa thế giới không hề thiên vị. Còn người sắt thì sống lay lắt trong con tàu hỏng bên ngoài không gian. Cách ly đến ngày thứ 22 thì gói mì tôm cuối cùng cũng hết. Tony thân hình ốm yếu nhắn lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần, cứ nghĩ rằng cuộc chơi đến đây là hết. Bất ngờ một nguồn sáng chói lóa xuất hiện, nữ đội trưởng vô tình đi ngang qua. Thế là con vợ kéo luôn cả cái tàu không gian to tổ bố về tới trái đất quả đúng là nữ siêu anh hùng mạnh nhất đội trưởng mẽo và mọi người đến đón người sắt anh rất xúc động khi gặp mọi người đặc biệt là cô thư ký xinh đẹp của mình thơm cái để lấy sức nào đã 23 ngày kể từ cái búng tay tử thần quái vật tím trốn đi đâu đó mà đội trưởng mỹ không thể nào tìm ra nổi bất ngờ thay cô con gái nuôi thanos lại biết bởi cha nuôi thanos của cô có sở thích chơi đồ và nhai cỏ mỹ Trôn luôn thấy trong vũ trụ có một hành tinh toàn những món này 100% là hắn đang ở đó lập tức cả nhóm lên kế hoạch tới đó hạ quái vật tím trả thù nhất là anh bạn tho vẫn cay rái vì tập chức thù hắn rất nhanh mọi người lên tàu không gian thực hiện bước nhảy vũ trụ vài giây sau đã đến hành tinh thiên đường một hành tinh thiên nhiên tuyệt đẹp chỉ toàn hàng cấm thanos ngày nào cũng ra hái quả và đập nát quả ra thành bột mang vào chuẩn bị lên đồ thì bất ngờ một luồng sáng bắn tới nữ đội trưởng lao vào khóa cổ cộng thêm hai con robot giữ tay tho dễ dàng chặt đứt cánh tay của hắn ơ nhưng mà năm cái hột xoàn của ta đâu rồi Hóa ra quái vật tím biết trước kế hoạch của mọi người nên đã phá hủy chúng. Mọi người còn đang tra hỏi xem có cách nào khác không thì thần sấm đã nổi cơn đánh đá chặt đứt mẹ nó cái đầu. Có lẽ anh hơi nóng vội để rửa cơn tức ở tập trước. Năm năm sau mặc dù dân số trái đất đã giảm một nửa nhưng không khí ảm đạm vì ai cũng mất người thân. Lúc này tại cái ô tô cũ nơi người kiến bị kẹt trong lượng tử giới, vô tình một con chuột kích hoạt chiếc máy đưa người kiến trở lại. Vì ở trong lượng tử giới nên anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái búng tay, khi đi trên đường để trở về nhà đột nhiên anh thấy rất nhiều bia đá trên những bia đá được khắc tên của mọi người anh quá ngạc nhiên vì điều đó anh hốt hoảng vì ở trong đó có một số tên người thân của anh anh biết đã có sự việc gì đó xảy ra khiến mọi người mất tích anh chạy ngay về nhà để tìm người vợ của mình thật may người vợ của anh còn ở đây người kiến lập tức lao tới tổng đài biệt đội chỉ cho đội trưởng và Natasha vì sao anh ta còn sống 5 năm bị kẹt trong lượng tử chỉ ngắn y như năm ngày vì thế chắc chắn sẽ có cách để lợi dụng lượng tử giới để có thể nhảy đến thời điểm trước khi Thanos ra tay. Mà người đủ thông minh để tạo ra cỗ máy thời gian này chỉ có thể là tỷ phú Tony Stark. Mà khi này anh đã rút lui cùng cô con gái và nữ thư ký của mình. Nhưng nghe đến cỗ máy thời gian người sắt cũng sừng sốt, đối với nhân loại thì nó mới chỉ là ý tưởng mà thôi. Anh chỉ muốn dừng lại và sống an nhàng cùng cô con gái bé nhỏ. Nhóm người chỉ còn biết hy vọng vào một bộ não to hơn, đó chính là bé bự vui tính mà bây giờ anh đã hòa nhập cùng Húc thành một bản thể, công việc hàng ngày là bế voi đi ỉa và rất hà mã đi chơi. Nên khi nghe tới chế tạo cỗ máy thời gian anh không hề hứng thú. Quay lại với Tony, anh ở nhà nhìn lại bức ảnh cũ, bất chợt nhớ về thuật toán sơ đồ Mobius năm xưa, rồi đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt, đó chính là lời giải cho cỗ máy thời gian. Biết rằng hành trình cứu thế giới có thể mất mạng, anh hôn tạm biệt con gái bé nhỏ chuẩn bị lên đường. Sáng hôm sau tại chủ sở Avenger, nhóm người chuẩn bị cho Scott vào thế giới lượng tử một lần nữa. Ba giây sau quay lại đã biến thành Scott trẻ con, lần thứ hai quay ra lại là Scott già, xem chừng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho vấn đề. Rất may mắn sau nhiều lần thì Scott mới quay trở lại được. Đội trưởng Mão đang chán đời vì không biết làm thế nào. Thì rốt cuộc tỷ phú yêu quý nhà mình cũng tới, mang theo một thiết bị định vị không gian và thời gian, cộng thêm một chiếc khiên mới mà bố của Tony để dành ở nhà. Bây giờ nhiệm vụ là tập hợp đầy đủ biệt đội siêu anh hùng để tiếp tục cuộc chiến, húc và trồn lùn có nhiệm vụ đi mời thần sấm. Sau 5 năm ăn chơi đã tích được vài yến mỡ ở bụng, cậu thêm cái sở thích là nghiện ngập uống bia Hà Nội. Anh đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống, liền từ chối không đi với mọi người. Uh, yeah. I get it. Stop. <laughs> Người thứ hai cần tập hợp chính là Ba Tần. Sau khi mất vợ con, anh trở thành một kẻ cuồng sát, suốt ngày đi chém những bọn tội phạm ngoài lề pháp luật ở Tokyo. Natasha khóc lóc xin lỗi Ba Tần mới đồng ý quay lại. Thần sấm ngay ngang uống bia như thằng bố đời. Anh Ra đen đề nghị về quá khứ và hạ luôn Thanos con bé, nhưng vấn đề là thay đổi quá khứ sẽ không làm thay đổi hiện tại mà nó chỉ tạo ra một nhánh nhỏ dòng thời gian song song với hiện tại mà thôi, nên chỉ còn cách là tìm ra năm viên đá vô cực và thực hiện cái búng tay lần nữa. Lần thử nghiệm tiếp theo với sự trợ giúp công nghệ của người sắt, quả nhiên đã đưa được ba tần về căn nhà năm xưa. Vài giây sau anh cũng được quay trở lại thành công. Vấn đề duy nhất là mỗi lần du hành thời gian cần một hạt pin, mà hạt pin hiện tại chỉ đủ dùng cho mỗi người một chuyến duy nhất. Trở về quá khứ, 6 lần tìm 6 viên đá vô cực, thất bại một lần đồng nghĩa với sôi hỏng bỏng không. Đến khi quay sang thì bé thỏ đã ngáy như lợn. Mọi người ngán ngẩm chẳng biết nói gì. Viên đá đầu tiên mọi người hướng tới là viên đá thực tại, và Thor biết nhiều năm trước nó từng ở Asgard. Viên đá sức mạnh thì trồn lùn đã từng ăn cắp ở một hành tinh. Đá linh hồn thì Nebula biết hành tinh nơi lấy chúng, đá thời gian thì bác sĩ tai mũi họng cho Nam giữ. Vậy nếu về đúng thời điểm họ có thể lấy ba viên đá khi đang ở New York, vậy có nghĩa họ cần chia làm ba nhóm, một cơ hội duy nhất để mà thành công. Năm năm trước biệt đội đã thất bại nhục nhã, lần này nhất định không được mắc sai lầm. Cả nhóm đặt thời gian du hành là đúng 15 phút, lập tức cỗ máy được khởi động đưa mọi người đi. Một nhóm trở lại năm 2012 khi đang xảy ra đại chiến, nơi mà nhóm siêu anh hùng cũng đang chiến đấu ở đây. Bốn người cần chia ra để tìm ba viên đá vô cực, hút được giao nhiệm vụ lên gặp bác sĩ Strange, nhưng khi này viên đá vô cực vẫn còn trên người sư phụ anh ấy cú nghĩ mình phải cứ thế tiến lên định ăn ngay, không ngờ sư phụ cho một trưởng hồn siêu phách lạc. chú tưởng chú to mà ăn được chị à, đừng nghĩ chị không có tóc mà chị yếu nha. Let's start over, shall we? nhóm của Thor và trồn lùn thì quay về Asgard. Thor gặp lại được người mẹ của mình khi này còn chưa bị ngỏm, khiến Thor xúc động nước mắt đầm đìa. nhóm thứ ba cũng nhanh chóng tới hành tinh đá linh hồn, mà phía bên này Thanos đã lấy được một viên đá vô cực. Nebula bản cũ khi này đang còn ở cạnh Thanos, bất chật con chip trên đầu phát ra hình ảnh của đội siêu anh hùng dẫn tới kế hoạch của nhóm có nguy cơ bị lộ, bên này người sắt mới đã trở về được nhà của mình. Nơi mà nhóm siêu anh hùng đang giao viên đá cho đội sứ giả, người kiến lập tức nhận nhiệm vụ xông vào cái vali. Còn người sắt thì bay ra ngoài soi vị trí thang máy để cho đội trưởng mẽo đón đầu bên trong thang máy. Anh giả vừa nói Hydro mua năm, rất dễ dàng chiếm luôn được cây quyền trượng. Phía bên dưới chiếc vali chứa khối Tesseract cũng đang bị tổ chức Hydro tranh giành người kiến lúc này đã chui vào bên trong người sắt cũ phá chập quả tin cho người sắt cũ rơi chiếc vali ra rồi người kiến đá văng chiếc vali ra chỗ khác để người sắt mới giả danh một anh lính thó luôn đáng tiếc lại bị húc cũ lên cơn khủng đấm văng ra tên thần lươn lẹo lập tức nhặt lên và cùng nó biến mất vậy là nhiệm vụ tự dưng đã bị khổng lồ xanh phá hỏng mất rồi trong khi này đội trưởng mẽo vô tình đối đầu chính phiên bản cũ mà bản cũ lại tưởng anh là loki biến hình kết cục là hai bên lao vào giao chiến đấm đá một hồi khiến chiếc quyền trượng văng xuống đất rơi ra ngoài mà đội trưởng mới bị đội trưởng cũ thích cổ sắp ngỏm vội nói ra bí mật nốt rồi ở vùng kín khiến phiên bản cũ bất ngờ nên mới giành được thắng lợi phía bé bự húc vẫn lẽo đẽo nài nỉ pháp sư bất chợt anh lỡ miệng nói sau này doctor strange sẽ giao đá vô cực cho thanos pháp sư lập tức hiểu ra đây chính là cơ hội duy nhất cứu thế giới này liền trao cho húc viên đá thời gian mang đi ở cảnh khác quái vật tím truy cập vào bộ nhớ của nebula liền xem được hết kế hoạch của biệt đội siêu anh hùng bên nay người mẹ của bé tho có cảm giác ai đó đang theo dõi mình Bà đi ra đằng sau để bắt quả tang xem ai đó. Quả này thì anh thỏ hết chạy nhé. Bà hỏi anh là ai? Anh thỏ nói dối mình là một tên nát rượu bia và đang có cái bụng rất phệ. Người mẹ của bé thỏ bảo con đừng lừa ta, ta là một phù thủy cơ mà. Ta biết con là con của ta. Vâng mẹ ơi. Bé tho tới phòng người mẹ và kể hết chuyện đã xảy ra ở Atlas và hoàn cảnh bây giờ của anh cho người mẹ. Anh muốn người mẹ rời đi nhưng người mẹ nói đây là số phận của mẹ. Phía khác trồn lùn đã tiếp cận được cô gái, lấy được viên đá thực tại liền chạy tụt quần, kịp thời cùng tho rời đi. Ở cảnh khác nữa, vào thời điểm Lê bóng chuẩn bị lấy viên đá sức mạnh, Nebula bất ngờ đánh Ebony ngất anh. Rồi tự mình và lấy hòn đá, xong việc rồi hai người trở về nhà thì Nebula lại trục chặt. Nguyên nhân là quái vật tím đang điều khiển phiên bản bên này, lập tức hiểu ra bọn kia đang muốn đảo ngược cái búng tay của hắn ở tương lai. Vậy thì bây giờ hắn sẽ phải ngăn chặn tụi kia tìm được 6 viên đá vô cực. Bên này, Nebula mới nhận ra Thanos đã biết hết mọi chuyện, lập tức chạy về báo cho mọi người. Không ngờ rằng chưa kịp nói thì Thanos đã đến bắt đi, phía khác người sắt đang chán đời vì làm mất khối Tesseract, đột nhiên nghĩ ra cách vừa lấy được Tesseract vừa lấy thêm được hạt pin đó là tiếp tục di chuyển về năm 1970. Đến tổ chức năm xưa đã đào tạo ra đội trưởng mẽo để Tony trộm khối Tesseract từ tận hồi đó, nhưng vừa cho được vào vali thì gặp lại cha anh hồi trẻ. Rất may ông là người thân thiện không nghi ngờ gì, đội trưởng mẽo thì vào phòng thí nghiệm trộm luôn 4 hạt pin mà khi trở ra anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Cảm xúc dâng trào đến nghẹn đắng cả con tim, còn tỷ phú Tony cũng được ông bố đưa tiễn ra ngoài cổng. Người sắc nhắn nhủ với ông một điều thật lòng, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ. Phía khác, Nebula cũ đã bị Nebula mới chiếm mất cái vòng điều khiển. Cô ta sẽ thế thân trà trộn vào nhóm siêu anh hùng để phá hoại từ bên trong. Khi này, Natasha và anh bạn đã tới hành tinh đá linh hồn. Lập tức kẻ dẫn đường chỉ cho hai người cách để lấy đá, đó là phải hy sinh tính mạng người mình yêu quý. Một linh hồn sẽ phải ở lại để đổi lấy viên đá này. Cả hai người lúc này đều muốn hy sinh để cho đối phương được sống, nên đánh nhau để giành được phần hy sinh. Đúng lúc Ba Tần lao ra để hy sinh, bất ngờ Natasha cũng đuổi theo rồi buộc anh ta lại. Cô nhất quyết hy sinh bản thân để cứu mọi người. Quả nhiên cái chết của Natasha đã đổi lại được viên đá linh hồn trong tay Ba Tần. Vậy là cả nhóm thành công lấy được 6 viên đá vô cực mang về, chỉ có điều Natasha đã phải ra đi mãi mãi. Người buồn nhất là Húc, đây là người tình mà anh không bao giờ có được, có lẽ đây sẽ là điều hối hận cả đời của anh. Còn Nebula đến đây cũng là người của Thanos cài vào, mọi người nén nhịn đau thương thành công chế tạo găng tay vô cực. Câu hỏi là thằng óc nào sẽ đủ can đảm thực hiện cái búng tay, tho nhận trách nhiệm búng tay để lấy lại thể diện. Nhưng người thích hợp nhất vẫn là người khổng lồ xanh. Mọi người đang bàn tán nên không để ý Nebula đã mở cánh cổng không gian bên ngoài, lập tức tàu chiến của quái vật tiến theo cánh cổng không gian bay tới. Phía bên trong khi bé bự mới chỉ đeo găng tay, nhưng xem chừng sức mạnh quá lớn khiến anh sắp bị hủy diệt. Cô hết sức anh cũng búng tay được một lần quả nhiên mọi thứ đã quay trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. Điện thoại của ba tần đột nhiên vang lên, không ai khác chính là người vợ của anh gọi đến, đây đúng là điều hạnh phúc nhất bây giờ. Đúng lúc này tàu chiến của Thanos phóng ra tên lửa, phá hủy hết căn cứ của Avenger, tạo thành một hố sâu tham thẳm. Rất may anh người kiến kịp thu nhỏ nên không bị hỏng hóc, ba tần tỉnh lại nhanh chóng tìm thấy găng tay vô cực. Nhưng lũ quái vật cũng đã kịp đuổi tới nơi, Thanos hạ cánh xuống trái đất. Gamora ở trên phi thuyền cũng tò mò hỏi Nebula mới về tương lai, khi biết được quái vật tím muốn hủy diệt vũ trụ liền đổi ý muốn chống lại hắn. Dưới mặt đất ba người an toàn bước ra, đã nhìn thấy con vợ Thanos ngồi sẵn bên ngoài chờ họ, có nghĩa rằng hắn vẫn chưa tìm thấy găng tay vô cực ở đây. Thần sấm tho quyết một lần chơi lớn triệu hồi cả Zon và Breaker, xong cả ba tiến lên muốn một lần sống mái với hắn. Quả nhiên là một lũ cứng đầu cứng cổ, vì vậy tao quyết định sẽ hủy diệt toàn bộ cái vũ trụ này, rồi tạo ra một vũ trụ chỉ toàn gái sinh và những con vợ ngoan ngoãn vừa nói xong thì cả đám lao vào chiến đấu chả nể nang bố con thằng nào bên dưới đống đổ nát mọi người đang hết sức nguy kịch cũng bị những con quái đuổi theo tới cùng đến khi thoát được lên lại vô tình trao ngay găng tay cho nebula giả rất may là cô chị gamora đã quay trở lại trợ giúp loài người gamora cho cô em cơ hội từ bỏ nhưng vì trung thành với thanos nên chấp nhận hy sinh phía bên ngoài ba người vẫn đồng dâm hiệp lực cố gắng mọi cách ra đòn tấn công không ngờ búa của thor ném ra trúng mặt người sắt khiến anh ngất lịm chỉ còn Tho nghĩ mình ngon lao vào, kết cục bị Thanos bón hành cho non nê, quả nhiên tên quái vật tím này khỏe đến kinh khủng khiếp. Đúng lúc hắn sắp ép ngỏm bé Tho thì đột nhiên đội trưởng Mẹo đã quay trở lại và lợi hại hơn rất nhiều, quay tay một hồi bắn luôn vào mõm Thanos. Tiếp tục đổi 36 tư thế bón hành cho Thanos ngập mồm, con vợ kết hợp cả khiên và búa quả nhiên làm cho tên quái vật tím khốn khổ, nhưng xin lỗi bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá. Thanos phát điên cầm đao chém như điên, đả thương đội trưởng còn làm hất văng cây búa, chém cho mấy nhát, nát hết cả khiên siêu cứng của đội trưởng nhà mình chả lẽ nào cứ thế thất bại một lần nữa hay sao nhưng biết dựa vào ai khi mọi người đều đã gục ngã hơn nữa thanos cũng thả hết quân đội của mình tới nơi còn bọn quái vật sùi màu gà nhưng với ý chí chiến đấu kiên cường đội trưởng vẫn quyết tâm đứng dậy cho dù có phải một mình đấu lại cả binh đoàn kia nhưng thật sự anh không chỉ có một mình đột nhiên những cánh cổng thời gian mở ra một khung cảnh hùng trắng mà không một mỹ từ nào trên nhân gian có thể mô tả được. Nó như một nút thắt khiến con tim nghẹn ngào khó thở. Toàn bộ nhân loại đã sống lại sau cái búng tay. Tất cả cùng quay về đây đồng tâm hiệp lực bảo vệ thế giới. Đó chính là cơ hội một phần mấy 4 triệu mà bác sĩ nói 10 năm trước. Bây giờ nói cho nhanh là méo kiên nể mẹ con thằng nào. Cứ thằng nào đối diện với mình thì mình phang hết. Mà tao chim to tao dùng búa to. Mày chim bé thì dùng búa bé. Peter lúc này gặp lại chú của mình hết sức vui mừng, đã 5 năm thật sự là cháu nhớ chú quá. Mà đột nhiên lúc này mọi người hiểu ra một chuyện, phải đưa trả viên đá vô cực về nơi họ vừa lấy để tránh Thanos thực hiện tiếp cái búng tay. Đó là đưa vào cái xe tải của anh người kiến, bởi đây là đường hầm lượng tử cuối cùng, đây là cơ hội duy nhất. Nếu tôi nói cho anh thì nó không xảy ra nữa đâu. Đúng lúc này quái vật tím phát hiện ba tần đang vác cái găng tay vô cực, chiến binh báo đen mạnh mẽ hơn nhận nhiệm vụ mang nó tới xe tải. Vừa hay Thanos đánh rơi găng tay ra thì Wanda cũng tới, cố gắng cầm chân, phải công nhận Wanda là siêu anh hùng cực khỏe, đánh bật vũ khí của Thanos đi. Màu tím thì không khỏe bằng màu hường đâu, còn vận công khống chế cho quái vật tím cứng người không làm gì được, khiến hắn phải ra lệnh thả cơn mưa đạn từ chiếc phi thuyền, những nguồn sáng bắn ra khiến con sông vỡ bờ. Bác sĩ Strange lại phải vận công chấn an dòng nước lại, mà bên này người nhện cũng bị cơn mưa đạn bắn trúng. nhưng đột nhiên phi thuyền địch đổi hướng bắn vào không trung thì ra đó là cách đội trưởng quay trở lại phá hủy luôn cái phi thuyền đúng là ngầu hơn thị màu chị đã ra tay thì nó phải khác bọt thanos nhận ra liền chán luôn thôi cái găng tay cứ giao cho các thím các bà thím sẽ dọn đường đến chiếc xe tải kia Nữ đội trưởng bay thẳng một mạch, Thanos nhận ra liền phá hủy cả chiếc xe. Quả này thì siêu anh hùng hết cách rồi, rồi lao tới vồ chiếc găng như thần sấm cản lại. Cộng thêm cả đội trưởng mẽo gồng mình ép chốt quái vật tím, nhưng kẻ khổng lồ này khỏe kinh hồn. Vẫn lấy được găng tay vô cực. Đội trưởng cũng chả làm được gì, mà cuối cùng hắn đã đeo được xong găng tay vô cực, giờ bà thím mới lao đến thì đã quá muộn. Thanos lấy một viên đá, đấm bay bà thím văng đi. Đột nhiên lúc này bác sĩ giơ tay lên một ngón, người sắc chật hiểu ra đây là cơ hội cuối cùng, anh lao vào tóm lấy găng tay rồi để cho hắn đánh bật lại. Tha nốt búng tay nhưng chả thấy cái mẹ gì bởi người sắt nhanh tay lấy hết các viên đá rồi còn đâu. Sau cái búng tay toàn bộ quân đội của quái vật tím tan biến. Bao nhiêu nỗ lực của hắn vỡ vụn ngay trước mặt. Con vợ chán đời ngồi bệt xuống đất chả biết nói gì nữa rồi cơ thể cũng hóa thành cho bụi bay đi. Sau cái búng tay cơ thể người sắt cũng bị hủy hoại một nửa. Chúng ta thắng cuộc chiến rồi nhưng lại phải hy sinh một con người được yêu thích nhất. Tony vốn đang là một ông bố tuyệt vời, bỏ lại người vợ và con gái nhỏ cứ thế ra đi mãi mãi. Với thông điệp chỉ mong mọi người được sống tốt hơn mỗi ngày nhớ rằng là bố yêu con là ba lần đấy nhé cuối cùng trái tim của người sắt được thả đi trước sự đau buồn của hết thảy mọi người đưa tiễn thực sự người đàn ông cứng rắn cũng muốn chảy nước mắt trước khung cảnh này tho bụng phệ cũng gia nhập biệt đội giải cứu ngân hà nhưng cứ tự nhiên như rồi hiến quy ngứa mắt đội trưởng nhận nhiệm vụ đưa những viên đá vô cực trả về quá khứ nhưng một đi và không trở lại thực tại bởi vì anh quyết định sống trong quá khứ như một người bình thường không tiêm thuốc tăng trưởng để sống như bao người khác có lẽ có sinh có tử nó mới đáng sống hơn việc ngày nào cũng trẻ như ngày nào không ngờ sống bất tử mãi thế mà cũng chán. Thà làm một con người bình thường mà được yêu còn hơn. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.